chương 3280, hành động trảm thủ. Chỉ nghĩ một hồi, cũng làm người ta không rét mà run. Cuồng loạn quân không công, viêm xương quân đương nhiên cũng sẽ không chủ động xuất kích, mất đi tường thành phòng ngự, như vậy bọn hắn liền mất đi một ưu thế lớn nhất, kia thật là quá nguy hiểm. Tình huống như vậy kéo dài mấy ngàn năm, rốt cục, cuồng loạn quân phát động một đợt thế công mới. Đương nhiên không có mạnh như lần trước, dù sau đây chính là tích lũy binh lực hơn trăm tỷ năm, Ngắn ngủi mấy ngàn năm làm sao có khả năng một lần nữa tụ ra binh lực đáng sợ như vậy. Nhưng lúc này đây, cuồng loạn quân hóa thành hơn trăm chi quân đội phân tán, đều do một quái vật dẫn đầu phát khởi công kích về phía tường thành. Đám người có thể thấy được rõ ràng, mặc dù những quái vật dẫn đầu kia lớn lên vô cùng thê thảm, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy trí tuệ. Bọn hắn cuối cùng minh bạch, tuyệt đại bộ phận cuồng loạn quân vẫn là đầu óc ngu si, chỉ biết chém chém giết giết. Nhưng cuồng loạn lại giao phó những quái vật dẫn đầu này trí tuệ tương đối đây chính là thiên tôn A, một khi giao phó bọn chúng trí tuệ, hẳn là sẽ không ngừng tăng lên, có một ngày sẽ phản bội cuồng loạn hay không không biết, nhưng hiện tại tuyệt đối là khó đối phó. Chỉ cần bọn chúng chỉ huy hợp lý, đủ để cho thực lực của cuồng loạn quân tăng lên một mảng lớn. Trận chiến này đánh cho cực kỳ gian khổ, tường thành mất lại được, được lại mất, tới tới lui lui, không ngừng rằng co. Rõ ràng lần này binh lực kém nhiều, nhưng sửng sốt đánh hơn nửa năm mới rốt cuộc diệt hết tất cả cuồng loạn quân, mà viêm xương quân trả giá tự nhiên càng lớn hơn. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, thiên tôn bên bọn hắn chết trận căn bản là nhất bộ nhị bộ, chiến lực chủ thể không nhận tổn thất quá lớn, nhưng kéo dài như vậy là không được. Tứ bộ, ngũ bộ nào không phải từ nhất bộ nhị bộ một đường đi tới. Hòa bình chỉ kéo dài 7 năm, cuồng loạn quân lại xuất hiện, lần này, bọn chúng như cũ ở ngoài thành hạ trại, rõ ràng muốn tái diễn một lần. Cái này khiến tất cả thiên tôn run sợ, cho rằng tuyệt không thể mặc cho bọn chúng xúc tích binh lực, không thì tạo thành tổn thất thật là đáng sợ. Ba người Lâm U Liên cũng triệu tập các vị cường giả ngũ bộ tiến hành thương nghị, tìm kiếm kế sách ứng đối cuồng loạn quân như thế nào. Mặc dù Lăng Hàn chỉ là tam bộ, nhưng chiến lược lại là ngũ bộ, tự nhiên cũng được mời. Đám người hiến kế, mặc kệ trước đó bọn hắn mâu thuẫn lớn đến mức nào, nhưng ở trong chuyện đối phó cuồng loạn này, bọn hắn nhất định phải đoàn kết nhất trí, điểm đạo lý này tự nhiên không người không hiểu. Có chủ trương chủ động xuất kích, không thể cho cuồng loạn quân xúc tích binh lực, có thì chủ trương phát động hành động trảm thủ chỉ cần xử lý những đầu mục có trí tuệ kia cuồng loạn quân lại trở về nguyên hình cùng trước kia không có gì khác biệt chủ động xuất kích mất đi tường thành bảo hộ dù cho có thể thắng đó cũng là một trận thắng thảm tuyệt không có lời trảm thủ như thế có thể nhưng làm sao lặng yên không một tiếng động chui vào trại địch giết chết mấy mục đầu chỉ ít ngũ bộ thiên tôn đây do đám người tân khí hổ có được chiến lược lục bộ đi hoàn thành sao vấn đề là Lục Bộ ở trước mặt Ngũ Bộ cũng không phải thần, Ngũ Bộ trong cuồng loạn quân chỉ ít lấy vạn tính, rơi vào những cường giả này vây khốn, dù Lục Bộ cũng bị vây đánh đến chết. Ba người này quá trọng yếu, ai dám để bọn hắn đi mạo hiểm? Như vậy ba người này không thể động, phái ai đi chấp hành nhiệm vụ này đây? Ta đề nghị, để Lăng Hàn đi a." À, Tân Khí Hổ đột nhiên nói. Mặc dù Lăng Hàn chỉ là tam bộ, nhưng chiến lực của hắn lại cơ hồ có thể quét ngang hết thảy Ngũ Bộ, là người thích hợp nhất hoàn thành nhiệm vụ này." Lâm U Liên vừa định phản đối, đã thấy rất nhiều cường giả ngũ bộ chậm rãi gật đầu. Có ít người là thật cảm thấy Lăng Hàn thích hợp nhiệm vụ này, có ít người thì hy vọng hắn đi chết, tỉ như Nạp Lan Hùng, đệ đệ của hắn bị Lăng Hàn giết, tỉ như Thích Tuyên, đồng minh của hắn phí vũ bị Lăng Hàn xử lý. Được rồi, ai quyết định để Lăng Hàn đi, xin giơ tay. Tân khí hổ căn bản không cho Lâm U Liên cơ hội nói chuyện, trực tiếp để đám người biểu quyết. Vượt qua một nửa người giơ tay, trực tiếp định luận việc này. Lăng Hàn, Nhiệm vụ này liền giao cho ngươi, ngươi phụ trách đi chọn lựa đồng đội, quý chất lượng, không quý số lượng, nhiều nhất 10 người, nếu không căn bản không cần tiếp cận, các ngươi liền sẽ bị phát hiện." Tân Khí Hổ nghiêm nghị nói. Cái này nhìn như đang ủng hộ Lăng Hàn, nhưng đây là một nhiệm vụ tương đương tự sát, có ai nguyện ý cùng Lăng Hàn đi? Phải biết, muốn đi trận doanh địch quân đánh nhau, như thế nào cũng phải là chiến lược ngũ bộ, vậy bây giờ chiến lược ngũ bộ đều ở nơi này thanh thanh sở sở nhiệm vụ này gian khổ, ai sẽ ngốc đến cùng Lăng Hàn đồng hành. Nếu Lăng Hàn cự tuyệt thì sao? Như vậy nói không chừng tân khí hổ sẽ bão nổi, lấy Lăng Hàn không phục tùng mệnh lệnh làm lý do chấn sát hắn. Đây chính là trên chiến trường, tối kỵ không nghe hiệu lệnh. Lăng Hàn kinh ngạc nhìn tân khí hổ, trước kia không có phát hiện a à, gia hỏa này còn ác độc như vậy. Không nên lãng phí thời gian, nếu không số lượng cuồng loạn quân sẽ càng ngày càng nhiều, vậy thì càng không có khả năng thành công. Tân khí hổ lộ ra vẻ mỉm cười, nhìn về phía Lăng Hàn. Trong vòng 3 ngày, ngươi liền chọn lựa tiểu đội thành viên, nhất định phải xuất phát. Không cho cự tuyệt, không cho cãi lại. Tân khí hổ lấy ra quyền uy thân là chủ soái của hắn, trực tiếp cho Lăng Hàn một nhiệm vụ có thể nói cử tử nhất sinh. Hắn cười nhạt nhìn Lăng Hàn, khóe miệng mang theo một tia cao ngạo. Đây là nói cho Lăng Hàn, hắn rõ ràng xác thực, là cố ý, nhưng ngươi có bản lĩnh đến cắn ta sao? Ngươi không được, ngươi chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng ở thời khắc này lăng hàn thực tình muốn vung tay mặc kệ dựa vào hắn là đến giết cuồng loạn quân không phải đến bị khinh bỉ càng không phải là để người hố nhưng ý nghĩ này hắn vẫn cấp tốc ép xuống tân khí hổ có thể công báo tư thù nhưng hắn không thể hành động theo cảm tính có thể nói nếu như đời này có ai có thể chân chính giải quyết cuồng loạn vậy khẳng định là hắn mặc dù hiện tại lăng hàn không cách nào hấp thu sinh mệnh tinh khí của cuồng loạn quân chết trận nhưng dưới chiến đấu kịch liệt tu vi của hắn tăng lên vẫn nhanh hơn bế quan tu luyện, bởi vì hắn là cuồng nhân chiến đấu, lấy chiến dưỡng chiến mới là con đường tăng lên nhanh nhất của hắn. chương 3281, in dấu tay. Ở chỗ này, tốc độ tu luyện của hắn nhanh nhất, mà ai cũng không biết thời gian lưu cho hắn còn bao nhiêu, cuồng loạn chuẩn bị ở sau là một chiêu tiếp lấy một chiêu, ngay cả cường giả thất bộ cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn chặn chủ thể của nó, căn bản không dứt ra được, ai yêu ai kém tự nhiên không cần nói. Hắn nhất định phải nhanh tăng tu vi lên, đạt tới lục bộ thậm chí thất bộ như vậy dù lực lượng vị diện trong cơ thể hắn còn không có đại thành nhưng thất bộ bất tử bất diệt chỉ ít có được khả năng vô hạn cho nên lang hàn nhìn xuống một hơi này ánh mắt thì nhìn thẳng tân khí hổ tên vương bát đản này còn cái gì vạn cổ đệ nhất thiên kiêu công báo thư thù chờ hắn dảo bước tiến lên tứ bộ ngũ bộ nhất định phải treo đánh hỗn đản này phía sau có cường giả thất bộ lại như thế nào hắn nhất định phải chém đi thôi tân khí hổ phất tay một bộ đuổi người lăng hàn không có lên tiếng chỉ quay người rời đi chỉ chốc lát lâm u liên đi tới lăng hàn trách ta sao nàng mang theo ái náy lăng hàn lắc đầu cái này không có quan hệ gì tới ngươi lâm u liên lại nói lần này xuất trinh huynh trưởng căn dặn mọi thứ lấy tân khí hổ cầm đầu nếu như hắn làm quyết định liền không được chống lại a à, còn có sự tình này lăng hàn kinh ngạc lâm tiêu dương hẳn là sẽ không không biết mâu thuẫn giữa hắn cùng tân khí hổ vì sao sẽ còn cố ý cho Lâm U Liên một kim cô chú như thế? Là Lâm Tiêu Dương không ngờ tân khí hổ sẽ ánh mắt thiển cận, công báo tư thù như thế, hay là có dụng ý khác? Lăng Hàn nghĩ nghĩ, lập tức lắc đầu, Lâm Tiêu Dương là tuyệt đối không có vấn đề. Nhiệm vụ là nhiệm vụ, nhưng làm xong hay không là một chuyện khác. Lâm U Liên nói, ai cũng không có quy định, làm nhiệm vụ nhất định phải thành công, nhất là dạng nhiệm vụ này, người hiểu không? Lăng Hàn gật đầu, Lâm U Liên có ý tứ là, nhiệm vụ chém đầu chỉ cần đi hình thức liền được, xâm nhập trại địch đơn giản là hành vi chịu chết. Bất quá, Lăng Hàn lại không sợ, bởi vì hắn có thể qua lại nguyên thế giới, lấy thực lực của hắn bây giờ, ngoại vực chiến trường cũng không thể ngăn cản hắn tùy ý xuyên qua. Bởi vậy hắn tự vệ là tuyệt không có vấn đề, đây cũng là nguyên nhân hắn không có ngay tại chỗ trở mặt. Hắn ngược lại muốn xem xem, khi hắn dẫn theo thi thể của đầu mục cuồng loạn quân trở về, tân khí hổ sẽ biểu lộ như thế nào. Lâm U Liên rất nhanh rời đi, nàng là một trong ba chủ soái hiện tại có thật nhiều sự tình muốn nàng xử lý. Lăng Hàn, có người ở bên ngoài thạch ốc của hắn gọi, Lăng Hàn đi ra ngoài xem xét, đã thấy đối phương chính là một tên cường giả ngũ bộ xa lạ. Nạp Lan Hùng, người cường giả này tự giới thiệu mình, ánh mắt hiện lên một đạo tàn khốc. Lăng Hàn lập tức giật mình, đây là ca ca của Nạp Lan Đức, hiện tại là đến báo mối thủ giết đệ sao. Muốn tìm ta báo danh, tham gia hành động trảm thủ sao hắn cười nhẹ nhàng, nạp lan huynh thật đúng là lòng mang thiên hạ, tại hạ bội phục, tới tới tới, để chúng ta chung sáng tạo lịch sử, để hậu nhân vĩnh viễn nhớ kỹ nạp lan huynh. Ngoá, nạp lan hùng trợn mắt hốc mồm, hắn là đến xem lăng hàn trò cười, thừa cơ chế nhạo, chào phúng một phen, bởi vì mặc kệ lăng hàn là hành động theo cảm tính, thực sự đi chạy địch, hay kháng lệnh không theo, đối với lăng hàn đều là một sự tình hỏng bét. Nhưng lăng hàn lại kéo hắn vào hành động trảm thủ. Trung sáng tạo lịch sử cái giâm a, đó là chịu chết. Hơn nữa, nghe một chút Lăng Hàn là nói thế nào? Sẽ nhớ kỹ hắn, kia là nói, hắn sẽ chết trận. Nạp Lan Hùng nghe nói qua Lăng Hàn độc miệng, nhưng không nghĩ tới có thể độc ác đến dạng này, chỉ là một câu nói đơn giản liền để hắn buồn buồn. Đến, in dấu tay, ngươi là người của đội cảm tử ta, không, hành động trảm thủ. Lăng Hàn lấy giấy, đưa tay muốn nắm tay Nạp Lan Hùng để hắn in dấu tay. Em gái ngươi a, Nạp Lan Hùng một hơi còn không có thuận, vội vàng trốn tránh. Lăng Hàn, người không nên hung hăng càn quấy. Khiêm tốn cái gì, có thể vì nguyên thế giới làm cống hiến, kia là đại công, hậu nhân nhất định sẽ nhớ kỹ ngươi hy sinh. Lăng Hàn cười nói, hắn mạnh mẽ kéo tay Nạp Lan Hùng, lấy lực lượng của hắn, Nạp Lan Hùng vẫn rất khó thoát. Nạp Lan Hùng mặt đều tái rồi, nếu thật ấn dấu, hắn chẳng phải là hết đường chối cãi. Coi như hắn muốn tham gia hành động trảm thủ, kỳ thật cũng không cần in dấu tay gì, đến thiên tôn cấp lời thề gì cũng không thể ước thúc bọn hắn nhưng cái này dù sao mất mặt a à, về sau mọi người nói đến chuyện này đều sẽ nói nạp lan hùng ngay cả dấu tay cũng in lại lâm trận bỏ chạy cái gì cái gì không có người sẽ để ý chân tướng như thế nào bọn hắn sẽ chỉ theo ý nghĩ của mình đi tìm hiểu hắn toàn lực kháng cự nếu như lăng hàn lực lượng lớn mặc dù hắn tiếp cận ngũ bộ hậu kỳ cũng không có mạnh hơn lăng hàn bao nhiêu hai người ngươi kéo ta giấy, giống như lưu manh đánh nhau Nạp Lan Hùng mặt đều tái rồi, hắn hét lớn một tiếng, một ký hiệu phát quang, lực lượng lập tức tăng vọt. Lăng Hàn cười ha ha một tiếng, cũng vận chuyển một viên ký hiệu, lực lượng của hắn chẳng những phóng đại, hơn nữa tùy tiện áp chế Nạp Lan Hùng, hắn nắm lấy tay của Nạp Lan Hùng in lên giấy. Lăng Hàn, người đủ chưa? Nạp Lan Hùng giận dữ hét, ôi, không có dính mực, làm lại. Lăng Hàn lại tự nói tự làm, ở trong lòng bàn tay của Nạp Lan Hùng vẽ một cái, lập tức máu tươi bừng lên, nhiều máu như vậy cũng đừng lãng phí, dứt khoát in cả tay đi. Ba, hắn cưỡng ép nhấn cả bàn tay nạp Lan hùng lên giấy. Ghê tởm, nạp Lan hùng hét lớn một tiếng, lực lượng dâng trào, ba, tờ giấy này lập tức hóa thành mảnh vụn, hắn cuối cùng tránh thoát Lang Hàn khống chế, hai mắt phun lửa nhìn Lang Hàn, hận không thể ăn sống nuốt tươi. Hắn là đến xem Lang Hàn trò cười, thừa cơ trào phúng, vì sao biến thành kết quả như vậy, bị Lang Hàn hung hăng trêu đùa một phen. Lang Hàn lắc đầu, thở dài, sự nghiệp vĩ đại như vậy ngươi cũng không tham dự, Nạp Lan Hùng, ta khinh bỉ ngươi. Ngươi hung ác trêu đùa ta, thế mà còn muốn khinh bỉ ta. Nếu Nạp Lan Hùng có đầy đủ thực lực, hắn khẳng định xuất thủ oanh sát Lăng Hàn, chịu không được cái chọc tức này a. À. Ngươi không đến báo danh, tìm ta là làm gì?" Lăng Hàn ngồi, nhếch chân bắt chéo. Chương 3282, người tự nguyện. Nạp Lan Hùng muốn nói ta là tới nhìn ngươi chê cười, nhưng trải qua sự tình vừa rồi, câu nói này lại làm sao nói ra được hắn mới là chuyện cười có được hay không lang hàn bản tôn ngược lại muốn xem xem người sống trở lại như thế nào hắn lạnh lạnh nói cái này không cần ngươi lo lắng lang hàn phất tay ta cùng ngươi không thân chẳng quen ngươi đến gần như vậy cũng không tốt người biết tự nhiên minh bạch ngươi là muốn nịnh nọt ta người không biết còn nghĩ ngươi ở phương diện nào đó xảy ra vấn đề cái này cái này cái này nạp lan hùng lần nữa trợn mắt hốc mồm đây cũng quá độc ác đi hắn rất muốn thổ huyết hư hiện tại ngươi cũng chỉ có thể xính miệng lưỡi sắc bén bản tôn ngược lại muốn xem xem ai sẽ đến tham dự đội ngũ hẳn phải chết của ngươi hắn khôi phục bình tĩnh dù sao cũng là thiên tôn nha lăng hàn cười ha ha ngươi lại mù quan tâm nạp lan hùng lui ra phía sau mấy bước ở góc tường thành hạ bàn ngồi xuống dù sao chỉ có ba ngày hắn muốn nhìn bộ dáng lăng hàn thất vọng ai cũng sẽ không đầu óc cháy hỏng theo lăng hàn đồng hành kỳ thật lăng hàn muốn tìm người đồng hành cũng không khó khăn bọn người nữ hoàng hổ nữ vũ hoàng khẳng định không nói hai lời trực tiếp đồng ý nhưng lăng hàn làm sao có khả năng để bọn hắn mạo hiểm lại nói không đạt tới chiến lược ngũ bộ đi cũng không có tác dụng gì vẫn là lăng hàn một người tốt xem thời cơ không phải có thể lập tức bỏ chạy tới lui tự nhiên một ngày hai ngày ba ngày sắp đi qua nhưng không có một người chủ động tới tìm lăng hàn muốn gia nhập hành động trảm thủ này cái này tự nhiên cũng ở trong dự kiến của lăng hàn hắn không thèm để ý chút nào nạp lan hùng cười lạnh càng lúc càng lớn hắn càng muốn nhìn đến ngày mai lăng hàn bất đắc dĩ một người xuất trinh vậy sẽ để hắn càng thêm sảng khoái nhưng lúc này chỉ thấy một người từ đằng xa đi tới thời điểm đi vào trước mặt gian phòng của lăng hàn hắn ngừng lại hỏi nạp lan hùng nơi này chính là phủ đệ của lăng hàn lăng huynh dựa vào người coi ta là người giữ cửa sao sắc mặt của nạp lan hùng lập tức trở nên hết sức khó coi lại có một loại xúc động đánh người nhưng không có xuất thủ không phải hắn không muốn mà đối phương cũng là một tên ngũ bộ. Phó Nguyên, dạo bước tiến lên ngũ bộ hẳn chỉ có mấy trăm ức năm, nhưng thế sông cực kỳ kinh người, thực lực cực có khả năng không kém hắn. Lại nói, người khác cũng không nói gì ô nhục, nếu hắn tùy tiện xuất thủ, cuối cùng khẳng định là hắn không đúng, có thể phải bị bức bách xin lỗi đối phương. Hắn hừ một tiếng, chỉ làm như không nghe thấy, tìm ta, Lăng Hàn đẩy cửa đi ra ngoài, Phó Nguyên mỉm cười, lang Huynh, tại hạ Phó Nguyên, tới hỏi một chút, điều đội hành động trảm thủ này còn vị trí không? Nạp Lan Hùng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, nghe ngữ khí của người này, tựa hồ là muốn gia nhập hành động trảm thủ. "T, đầu ngươi bị lừa đá sao? Tính toán chán sống, cũng không cần dùng loại phương thức này đi tự sát a." Tuyệt đối là hài cốt không còn, Lăng Hàn cũng hơi sững sờ, mới nói: "Có vị trí, chẳng lẽ phó huynh muốn gia nhập, nhìn Lăng huynh có muốn hay không?" Phó Nguyên mỉm cười nói, Lăng Hàn cười một tiếng, "Chẳng lẽ phó huynh không biết lần hành động này cử tử nhất sinh, cực kỳ nguy hiểm sao? Phó Nguyên cười to, nếu không phải như thế, chẳng phải là không thú vị. Ánh mắt lăng hàn sáng lên, câu trả lời này để hắn có chút ngoài ý muốn, cũng hiện lên một cảm giác đây là đồng đạo, cùng chung chí hướng. Nếu như Phó Huynh không sợ chết, vậy nơi này xác thực có một vị trí lưu cho Phó Huynh. Hắn nói, được, Phó Nguyên gật gật đầu, ngồi xuống ở một bên, nạp lan hùng cực kỳ ra ngoài ý định, hắn vốn cho rằng là tuyệt không có một người sẽ đồng hành cùng lăng hàn nhưng bây giờ phó nguyên xuất hiện lại làm cho hắn mở rộng tầm mắt người ta là ngũ bộ thiên tôn cũng không phải mau đầu tiểu tử gì đó quyết định nhiệt huyết sông đầu nạp lan huynh cũng cùng một chỗ sao phó nguyên nhìn về phía hắn nạp lan hùng vội vàng khoát tay hắn cũng không muốn bị đạo đức bắt cóc a à, vậy nạp lan huynh ở chỗ này là có ý tứ gì mặt mũi phó nguyên tràn đầy vẻ không hiểu lăng hàn cười ha ha ta cũng rất muốn biết Bị hai người nói như thế, Nạp Lan Hùng không khỏi đỏ mặt, nói ra, người ta là làm hy sinh, người không ủng hộ cũng coi như thôi, còn tới coi chê cười, cái này coi là gì. Hắn đương nhiên cũng muốn mặt, lúc này giận dữ bỏ đi. Lăng Hàn cùng Phó Nguyên nhìn nhau, đều cười to. Phó Huynh, người cũng biết, lần này là hành động cử tử nhất sinh A. À. Lăng Hàn nghiêm nghị nói, Phó Nguyên gật đầu, ta tu luyện gặp bình cảnh, cần kinh nghiệm sinh tử, giúp ta đột phá. Tốt, vậy chúng ta hai bên cùng ủng hộ. Lăng Hàn nói, có một cường giả ngũ bộ tương trợ, hắn lại nhiều một chút chắc chắn. Hai người đợi một hồi, ngày thứ ba cuối cùng kết thúc, nhưng không có người thứ hai chạy tới báo danh tham gia, cái này cũng ở trong Lăng Hàn dự kiến, sự thật, có một phó nguyên tới tham gia đã làm cho hắn cực kỳ kinh ngạc. Xuất phát, Lăng Hàn lưu tiên khách cư lại, dù hắn có thể ở trong hư không tùy ý xuyên thẳng qua, nhưng bây giờ đã cùng cuồng loạn trở mặt, vạn nhất vừa lúc bị đối phương bắt được thì sao? Dù cuồng loạn không cách nào vận dụng lực lượng chủ thể, nhưng một đạo phân thân cũng phải lục bộ mới có thể đối kháng. Hắn ít nhất phải tiến thêm một bước, mới có thể chân chính ngao du thiên hạ. Hai người ra khỏi thành tường, thu hồi khí thức toàn thân, đi về phía trại địch. Mặc dù cuồng loạn quân đóng trại ở cách vạn dặm, nhưng đối với thiên tôn mà nói, điểm ấy khoảng cách tính toán cái gì. Vẹn vẹn chỉ một lúc sau, hai người tới bên ngoài doanh. Bọn hắn đều nhẹ nhàng lắc thân thể một cái, cải biến hình thái, trở nên giống như cuồng loạn quân dù sao nhiều tay nhiều chân khó coi chút là được sau đó là khí tức trở nên âm lãnh tà ác bọn hắn không cách nào bắt trước khí tức của quái vật ngũ bộ nhưng tứ bộ tam bộ lại không có vấn đề đương nhiên chuyện này chỉ có thể lừa gạt một chút nếu cẩn thận phân biệt vậy căn bản là không giấu được hai người nginh ngang tiến vào cuồng loạn doanh nơi này phần lớn quái vật đều không có trí tuệ chỉ là công cụ giết chóc hiện tại ở dưới mệnh lệnh nghỉ ngơi toàn doanh hoàn toàn tĩnh mịch phảng phất như mộ địa cái này rất quỷ dị, rõ ràng là quân doanh có mấy chục vạn đại, lại yên tĩnh như thế. Chương 3283, chém đầu, đi đâu tìm người? Phó Nguyên dùng thần thức truyền âm, mặc dù bọn hắn ngụy trang thành bộ dáng cuồng loạn quân, nhưng tất cả người đều đang nghỉ ngơi, bọn hắn đang đi lại, đây cũng quá rõ ràng a. Cái này mặc dù là doanh, nhưng cuồng loạn quân cũng không cần loại hình doanh trướng, cả chi đại quân đều ngồi đó, như tượng đá, mỗi một cái đều nhắm mắt lại, mặc dù tướng mạo khác nhau, nhưng lại cảm thấy không sai biệt lắm, làm sao tìm được đầu lĩnh của bọn nó. Giao phó trí tuệ, khẳng định sẽ có chút khác biệt. Trong lòng Lăng Hàn nói, hắn lôi kéo phó nguyên ngồi xuống, sau đó phóng ra thần thức, tiến hành thăm dò. Lăng Hàn lấy thần thức làm xúc tu, cẩn thận phân biệt. Rất nhanh, hắn lộ ra nụ cười, có trí tuệ hay không, kỳ thật rất dễ phân biệt, quái vật không có trí tuệ, phát ra khí thức cực kỳ điên cuồng, chỉ có ý niệm giết chóc trong đầu, nhưng nếu ra đời trí tuệ sẽ không điên cuồng như thế. Rất nhanh, Lăng Hàn khóa chặt một mục tiêu, sau đó lại khóa chặt cái thứ hai, cái thứ ba. Hắn chia sẻ tin tức những mục tiêu này cho Phó Nguyên, sau đó nói: "Phó huynh, ngươi cho rằng sau khi chúng ta giết người, còn có thể giết ra khỏi trùng vây sao?" Đương nhiên, Phó Nguyên lộ ra cực kỳ tự tin, "Tốt, ngươi phụ trách hai cái kia, để ta giải quyết ba cái bên này." Lăng Hàn phân phối nhiệm vụ, nếu sự tình không thể được, lập tức rút lui. Phó Nguyên gật đầu, hai người lặng yên hành động. Cái này có chút hoang đường, rõ ràng đưa thân vào đại quân, còn làm sao lặng lẽ hành động. Nhưng nhánh đại quân này ngay ở trạng thái ẩn mình, mỗi một cái đều giống như tượng đá, chỉ cần bọn hắn không phát ra ba động thì phảng phất như ẩn thân. Bọn hắn phân biệt đi tới một mục tiêu, sau đó đột nhiên xuất thủ. Ông Lăng Hàn trực tiếp vận chuyển ký hiệu cấp 1, đấm ra một quyền, bá đạo tuyệt luân. Mục tiêu lập tức giật mình, đây là một quái vật hình người, nhưng có ba cái tay, lập tức ba cánh tay cùng vung, đánh về phía Lăng Hàn nó là ngũ bộ hậu kỳ, chẳng những ba tay lực lượng bá đạo, một cỗ tinh thần xung kích âm trầm cũng đồng thời đánh tới. Lăng Hàn có chút kinh ngạc, bởi vì trước tiếp xúc cuồng loạn quân đều sẽ không có tinh thần xung kích. Đoán chừng trực tiếp giao phó lực lượng là cực kỳ không đơn giản, bằng không thì cuồng loạn không thể nào không để thủ hạ trở nên càng thêm cường đại. Bành, tâm nghĩ như vậy, nhưng một quyền của Lăng Hàn lại không có chút dừng lại nào, xinh xinh đánh nát ba cánh tay của mục tiêu, ra chỉ ký hiệu cấp 1, chiến lực của hắn quá mạnh. Tinh thần xung kích oanh tới bị lực lượng vị diện trong cơ thể hắn mài hóa thành hư vô, nắm đấm của Lăng Hàn không thể ngăn cản, đánh xuống một đòn, mục tiêu lập tức bị oanh bạo. Tập kích lại thêm thực lực nghiền ép, để quái vật này ngay cả một chiêu của Lăng Hàn cũng không chặn được. Một bên khác, mặc dù Phó Nguyên cũng đánh lén xuất thủ, nhưng thực lực của hắn lại không bằng Lăng Hàn, bị tinh thần xung kích một cái, lập tức lộ ra thống khổ, công kích như vậy cho dù là thiên tôn cũng nhận một chút ảnh hưởng. Oanh, quân đội nguyên bản tính mịch đột nhiên bạo động tất cả quái vật đồng thời mở mắt khí tức lập tức phóng lên tận trời bọn hắn nhìn chằm chằm lăng hàn cùng phó nguyên sau đó điên cuồng xuất thủ banh 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 từng đạo công kích đánh tới có ngũ bộ cũng có tứ bộ tam bộ nhị bộ nhất bộ thậm chí chuẩn thiên tôn toàn bộ công kích đánh tới hai người lăng hàn lăng hàn vội vàng hạ thân hình xuống lợi dụng bản thân quái vật với tư cách công sự che chắn cuồng loạn tạo vật mỗi một con đều cực kỳ to lớn mặc dù hắn bị vây quanh lại kỳ thật cũng được bảo hộ công kích xa xa căn bản đánh không đến hắn, sẽ bị những quái vật ở gần ngăn lại. Những quái vật này hung tàn, thậm chí ngay cả người mình ngăn ở phía trước cũng không thèm để ý, công kích điên cuồng khuynh tiết tới. Không có trí tuệ, là như thế, Lăng Hàn thừa dịp loạn xuất thủ, hắn lại đánh tới mục tiêu thứ hai, ký hiệu cấp một phát huy, hắn không thể ngăn cản, bành bành bành, quái vật ngăn ở trước mặt hắn căn bản không phải đối thủ, bị hắn oanh sát thành cặn bã. Chi, mấy con quái vật phi thăng mà lên, phát ra rít lên chói tai. Lập tức, tất cả quái vật không còn suốt thủ mù quáng, quái vật ngăn ở trước mặt nhau nhau lui ra phía sau, đưa ra không gian, để đại quân phía sau có thể tiến hành công kích, một vòng là mấy ngàn công kích đồng thời oanh tới. Mấy con kia tự nhiên là quái vật có trí tuệ, lăng hàn nhìn ở trong mắt, bọn gia hỏa này lộ mình ra ngoài cũng tốt, bị thần trí của hắn khóa chặt, không có khả năng lại ẩn nấp dấu vết. Bành bành bành, hắn nhận lấy công kích điên cuồng, nhưng ức phản tế bào trong cơ thể lại vận chuyển, hóa thành từng cái ma bàn, nghiền nát công kích đánh tới, lại có một bộ phận còn bị hắn hấp thu, hóa thành tiếp tế. Đương nhiên, cũng có một chút lực công kích quá mức cường đại, không cách nào nghiền nát, tạo thành một chút đả kích, nhưng uy hiếp lại nhỏ đi rất nhiều, chỉ để hắn cảm giác có chút đau nhức. Lăng Hàn cười ha ha, lực lượng vị diện không ngừng trưởng thành, còn có công hiệu này. Nhưng ngẫm lại cái này cũng không trách, tính dung nạp của vị diện mạnh bực nào, như viêm xương vị diện, hoàn toàn có thể tiếp nhận chí ít cường giả lục bộ đại chiến có một ngày lực lượng vị diện trong cơ thể hắn đại thành vậy hắn là một nguyên thế giới có lực lượng gì có thể đánh nổ hắn tuyệt đối không có đương nhiên một ngày này có thể vô hạn không biết cần tu luyện bao lâu lăng hàn dũng cảm tiến tới đại khai sát giới bất quá cuồng loạn quân điên cuồng bổ khuyết lỗ thủng hắn đánh ra từng cái phấn đấu quên mình để lăng hàn dũng mãnh vô song như thế nhưng tốc độ tiến lên y nguyên nhận lấy trở ngại hắn rõ ràng cách một mục tiêu chỉ có trăm dặm vốn là sự tình một bước bây giờ lại giống như thành vô cùng xa làm sao cũng không cách nào tới kia là một con quái vật hình sói nhưng người đứng thẳng khóe miệng lộ ra cười lạnh phát ra thần thức nói rất bội phục hai người các ngươi dám giết tới nhưng đây chỉ là chịu chết mà thôi vậy cũng không nhất định lam hàn từ tốn nói vận mệnh của ngươi đã quyết định vận mệnh của viêm xương vị diện đã quyết định vận mệnh của nguyên thế giới cũng đã sớm quyết định hình sói lấy ngữ khí cực kỳ khinh thường nói quang huy của chủ nhân cuối cùng sẽ thôn phệ hết thảy. Ta nói, người đã khai hóa trí tuệ, vì cái gì còn bán mạng thay cuồng loạn. Lăng Hàn bắt đầu ly gián, mươi 3284 công thành lui thân. Người tự nhiên biết, vận mệnh sau cùng của ngươi hoặc là chết trận xa trường, hoặc sau khi công thành bị cuồng loạn thôn phệ, người sẽ không còn là ngươi, đây là vận mệnh của ngươi sao. Loại trí tuệ tạo vật này không giống đám người mông đông, bọn hắn là cuồng loạn chia tách một bộ phận của mình mà thành, cho nên bọn hắn không sợ chết, coi là trở về. Hình sói trầm mặc, không cùng Lăng Hàn tranh luận, ở một bên lấy thần thức tiến hành chỉ huy, điều động đại quân điên cuồng công kích Lăng Hàn cùng phó nguyên. Lăng Hàn thét dài một tiếng, tất cả ký hiệu cấp 9 trong cơ thể vận chuyển, lực lượng của hắn lần nữa tăng vọt, bành bành bành, từng quyền oanh ra căn bản không ai có thể chống đỡ. Hắn giống như một tia chớp đánh tới hình sói, không người có thể ngăn. Hình sói kia không nghĩ tới Lăng Hàn mạnh như vậy, muốn lui lại nhưng đã không kịp, trong nháy mắt bị Lăng Hàn oanh sát thành cặn bã. Nhưng mà đầu mục nơi này tuyệt không chỉ hai cái, mặc dù chết mất hai cái để quân đoàn quái vật loạn một chút, nhưng lại có đầu mục mới xuất hiện, điều hành, mà bản thân thì lẫn xa xa, không mạo hiểm cảnh. Cứ như vậy, Lăng Hàn lại muốn giết chết một đầu mục là cực kỳ khó. Hắn đưa mắt quét qua, chỉ thấy Phó Nguyên đã rơi vào tuyệt cảnh, nhìn bộ dạng như vậy tuyệt sống không qua mười hơi thở. Trong nháy mắt Lăng Hàn làm ra quyết định, hắn bạo phát toàn lực, phóng về phía Phó Nguyên. Vài đầu lính quái không ngừng ra lệnh công kích, nhưng không có toàn lực ngăn cản Lăng Hàn tiếp cận, bởi vì hai người đã thân hãm trùng vây, coi như để cho hai người gặp nhau lại như thế nào. Lăng Huynh, không cần phải để ý đến ta, người tự mình phá vây đi. Phó Nguyên nói, mặc dù mạnh đến ngũ bộ, nhưng bây giờ lại thở hổn hển không thôi, trên thân tất cả đều là vết máu. Lăng Hàn cười ha ha, chúng ta cùng tới, đương nhiên cũng phải cùng một chỗ trở về. Nằm mơ, một tên lính quái tựa như con khỉ lạnh lùng nói, nó điều hành chỉ huy, hiu 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 lập tức ước vạn lực lượng ngưng tụ thành mũi tên bay vụt tới dưới đợt tề xạ này lang hàn cùng phó nguyên tuyệt đối quá sức lang hàn nhấc phó nguyên lên phó huynh cẩn thận hắn tái xuất một trường, xé rách không gian một cước liền nhảy vào hiu hai người lập tức biến mất chạy vào trong hư không rồi hầu tử thì thào nó hừ một tiếng ngoại trừ chủ nhân ai ở trong hư không đều là con ruồi không đầu ngươi trốn được sao những quái vật này nhao nhao xé mở không gian nhưng hư không hỗn độn năng lượng phong bạo khắp nơi trong nháy mắt liền xé rất nhiều quái vật thành mảnh nhỏ lại nơi nào còn có bóng dáng của lăng hàn cùng phó nguyên kỳ quái người kia chạy đi đâu không có tọa độ vị diện chỉ dẫn ngay cả cuồng loạn cũng không cách nào tùy ý tiến vào vị diện nhưng lăng hàn thì sao lăng hàn lại bước một bước đã từ trong hư không trở lại viêm xương vị diện nhưng trong hư không bước ra một bước đối ứng viêm xương vị diện lại kém hơn quá nhiều bởi vậy hiện tại vị trí của hắn căn bản không phải ngoại vực chiến trường a à, nơi này là phó nguyên trở về từ cõi chết trên mặt còn có kinh sợ chưa định hắn kinh ngạc nhìn bốn phía lộ ra cực kỳ kinh ngạc viêm xương vị diện hắn nhìn về phía lăng hàn lang huynh ngươi lại có năng lực xuyên qua vị diện nếu như là hắn xé mở hư không căn bản không có khả năng đi xa chỉ có thể đường cũ trở về không thì cực kỳ có khả năng vĩnh hằng ở trong hư không không biết phải bao nhiêu thời gian mới có thể trở về nhưng lăng hàn lại dễ dàng tự nhiên để hắn chấn kinh Lăng Hàn cười một tiếng, ta nói, chúng ta đã cùng đi, đương nhiên cũng phải cùng một chỗ trở về. Trước hắn nói như vậy, Phó Nguyên khẳng định chỉ coi là một câu an ủi, nhưng bây giờ lại chấn kinh đến nói không ra lời. Thật sự là không nghĩ tới, Nguyên Lai Lăng Huynh lại có thể tự do xuyên qua vị diện. Phó Nguyên vạn phần cảm khái, khó trách Lăng Huynh chấn định tự nhiên như vậy, dù cho tiếp nhận nhiệm vụ cử tử nhất sinh này cũng không chút hoang mang. Lăng Hàn cười ha ha, điểm ấy ta cũng không bằng Phó Huynh, Phó huynh mới thực sự là dũng cảm. Hổ thẹn, hổ thẹn, vẫn phải dựa vào Lang Huynh tương trợ mới có thể trốn được một mạng. Phó Nguyên lắc đầu, mặc dù chúng ta không thể tận diệt đối thủ, nhưng dầu gì cũng giết hai đầu lính, có thể đi giao nộp. Lang Hàn cười nói, về đi. Hai người quay lại, không có bao lâu, bọn hắn liền trở về ngoại vực chiến trường. Thời điểm nhìn thấy Lang Hàn cùng Phó Nguyên, người người đều chấn kinh. Trước cũng không phải không có người nhìn thấy Lang Hàn cùng Phó Nguyên ra khỏi thành, sau đó không lâu trong cuồng loạn quân liền phát ra đại bạo động, chỉ là rất nhanh lại yên tĩnh trở lại. Ở mọi người xem ra, Lăng Hàn cùng Phó Nguyên đã bị chân sát. Đây là suy đoán rất hợp lý, thân hãm trùng vây, làm sao có khả năng bất tử. Nhưng bây giờ thì sao, Lăng Hàn cùng Phó Nguyên còn sống trở lại, có thể không khiến người ta giống như gặp quỷ. Rất nhanh, toàn bộ quân doanh oanh động, Lâm U Liên, Tân Khí Hổ, Ngô Hạo Dương lập tức mở đại hội, mời Lăng Hàn cùng Phó Nguyên đi qua. Lăng Hàn, người có hoàn thành nhiệm vụ không? Tân khí hổ lập tức hỏi, cái này phải nhìn tân huynh định nghĩa hai chữ hoàn thành này như thế nào? Lam Hàn cười nói, tân khí hổ hư một tiếng, không nên miệng lưới trơn chu. Vậy tốt, Lam Hàn gật gật đầu, ta cùng phó huynh xâm nhập trại địch, chém giết hai quái vật đầu lĩnh. Có chứng cứ không? Tân khí hổ tiếp tục hỏi, ta làm sao biết, các người có phải ở ngoại vi giết vài quái vật, liền lặng lẽ chạy trốn hay không? Lời vừa nói ra, không ít ngũ bộ thiên tôn đều nhíu mày người đây không phải đập phá danh dự của mình sao người lang minh càng thêm căm phẫn thật quá mức a à? sớm biết ngươi sẽ hỏi như vậy lang hàn tiện tay dương lên lập tức nhiều hai cỗ thi thể tàn khuyết không đầy đủ ây đây chính là chứng cứ ngươi muốn hai cỗ thi thể mà thôi có thể chứng minh cái gì tân khí hổ từ tốn nói lang hàn cười nhạt một tiếng hai cỗ thi thể này còn có một số khí tức chưa tiêu các vị đều là người cùng cuồng loạn tạo vật chiến đấu qua cực kỳ lâu hẳn có thể phân ra khác biệt Tất cả mọi người ngưng thần cảm ứng, rất nhanh liền gật đầu. Khí thức của hai quái vật này xác thực khác biệt, không giống quái vật khác, chỉ có cuồng bạo cùng sát khí. chương 3285, Hùng Hổ dọa người một Đối mặt dạng bằng chứng này, tân khí hổ cũng không lời nào để nói. Hắn có thể lấy thế đè người, nhưng tuyệt không thể đổi trắng thay đen, dù sao bên người còn có lâm u liên cùng ngô hạo dương, há cho hắn một tay che trời. Chỉ giết hai con, tân khí hổ lại bắt đầu trêu chọc, Đầu mục của cuồng loạn quân chỉ ít có 5 tên, người mới giết hai cái, cũng kêu hoàn thành nhiệm vụ. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, ta cho tới bây giờ không có nói qua, ta nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ này, hơn nữa, người cảm thấy cái này hiện thực sao? Tất cả mọi người lắc đầu, chuyện này là không thực tế. Trước ai cũng nghĩ Lăng Hàn khẳng định có đi không về, thật không nghĩ đến Lăng Hàn chẳng những trở lại, hơn nữa còn giết hai mục tiêu, đây là đại công. Nhưng tân khí hổ chẳng những không có ghi công cho Lăng Hàn, ngược lại còn làm khó dễ cái này quá không ra gì tân huynh người quá đáng rồi lâm u liên mở miệng ngữ khí có chút lạnh hiển nhiên nàng đã thật sự nổi giận ngô hạo dương cũng gật đầu mặc dù lúc trước hắn thua lăng hàn lại chỉ muốn cùng lăng hàn công bằng chiến một trận lấy chứng minh mình nhưng xưa nay không có vận dụng bằng môn tả đạo gì tân khí hổ cười nhạt một tiếng cho dù người trong thiên hạ đều phản đối lại như thế nào hắn cần để ở trong lòng sao nhiệm vụ đã không hoàn thành vậy thì tiếp tục Hắn nhìn về phía Lăng Hàn nói: "Cái gì? Ý tứ này chính là Lăng Hàn còn phải tiếp tục đi trại địch, tiến hành trảm thủ. Không phải điên rồi chứ? Lần thứ nhất có thể đắc thủ, hiển nhiên là bởi vì cuồng loạn quân sẽ không nghĩ tới Lăng Hàn dám to gan như vậy, nhưng có một không có hai, làm sao còn có thể lại thành công? Lại đi, kia thật là chịu chết." Lăng Hàn cũng sững sờ, hắn biết tân khí hổ một mực nhắm vào mình, nhưng quang minh chính đại áp bách như thế, vẫn hoàn toàn ra khỏi dự kiến của hắn, đây cũng quá vô sỉ đi. Người tốt xấu cũng là vạn cổ đệ nhất thiên kiêu, muốn chút mặt có được hay không? Các vị, các ngươi không cảm thấy Lăng Hàn chính là lựa chọn tốt nhất hoàn thành nhiệm vụ này sao? Tân khí hổ đột nhiên cất giọng nói. Các ngươi để tay lên ngực tự hỏi, nếu như rơi vào trùng vây, còn có cơ hội thoát thân sao? Nhưng Lăng Hàn lại có thể, không hề tổn thương trở lại. Vì đại cục, Lăng Hàn, người không cảm thấy nên buông xuống tư tâm cá nhân sao? Vì viêm xương vị diệt, vì đại cục, người lại có thể lùi bước sao? câu nói sau cùng hắn nhìn lăng hàn hỏi khoan hãy nói câu nói này của tân khí hổ rất có ngụy biện nếu để cho cuồng loạn quân lần nữa hình thành quy mô cực lớn như vậy ở dưới quái vật có trí tuệ chỉ huy nhánh đại quân này có thể bộc phát ra lực phá hoại đáng sợ điểm ấy đã được sự thật chứng minh cho nên lăng hàn có thể nên lăng hàn lên a nói hay lắm nạp lan hùng lập tức lớn tiếng nói lăng hàn tất cả mọi người vì thiên hạ hy sinh chúng ta có thể hy sinh vì cái gì ngươi không hy sinh được hắn cực hận lang hàn nhìn thấy đối phương còn sống trở lại tự nhiên cực kỳ kinh ngạc nhưng người có thể may mắn còn sống một lần trở về lại có thể lần thứ hai lần thứ ba sao lang hàn không khỏi ha ha tân khí hổ vô xỉ lẽ thẳng khí hùng như thế thế mà để hắn cũng không phản bác được còn có nạp lan hùng này cũng thật sự là đủ buồn nôn lang hàn vì đại cục vẫn là làm phiền ngươi vất vả đi một chuyến tân khí hổ nói sau đó hắn nhìn về phía đám người các vị các ngươi cảm thấy thế nào không đợi có người tỏ thái độ, hắn nói tiếp, nếu để cho cuồng loạn quân tái phát động một lần công kích, có thể suy ra sẽ tạo thành hậu quả đáng sợ cỡ nào. Có lẽ, tương thành của chúng ta sẽ bị công phá, có lẽ, nơi này sẽ có mấy người vĩnh viễn biến mất. Lời này nói ra, tất cả mọi người trầm mặc lại, ngay cả mấy người muốn nói chuyện cũng không lên tiếng. Tràng cảnh tân khí hổ miêu tả, rất có thể sẽ biến thành sự thật. Ai muốn chết, một cái cũng không có, cho nên, đã nhất định phải có người hy sinh vậy chỉ cần không phải ta là được. Còn nữa, trước từng thế lực nội đấu lẫn nhau, sớm đã không còn tâm đoàn kết, ích lợi của mình mới là lớn nhất. Bởi vậy, có ít người thậm chí gật đầu, đồng ý thuyết pháp của tân khí hổ. Không sai, người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm, Lăng Hàn đã có thể chạy thoát một lần, tin tưởng cũng có thể lần thứ hai, lần thứ ba. Những quái vật có trí tuệ kia thật đáng sợ, nhất định phải xử lý chúng nó. Lăng Hàn, vì đại cục, vì thiên hạ, ủy khuất ngươi những người này nói chuyển ra đạo lý lớn tới dọa lăng hàn dựa vào thật sự coi mình dễ khi dễ sao ánh mắt lăng hàn lành lạnh kỳ thật không cần tân khí hổ bức bách hắn cũng không phải người bỏ dở nửa chừng đã sớm quyết định muốn trùng nhập cuồng loạn doanh chu sát càng nhiều đầu mục dù sao thủ vệ viêm xương vị diện người người đều có trách nhiệm hắn không thể đổ cho người khác nhưng bị người bước đến trên đầu cái kia lại là một chuyện khác lăng hàn khó chịu cực kỳ khó chịu tất cả mọi người cho rằng lăng hàn là nhân tuyển tốt nhất hoàn thành nhiệm vụ này vậy thì quyết định như vậy tân khí hổ cười nhẹ nhàng nhìn lăng hàn đây chính là mọi người quyết định lâm u liên không khỏi nhướng mày tân khí hổ thật đúng là lợi hại rõ ràng là cố tình gây sự thế mà bị hắn nói thành chuyện đương nhiên để nàng cũng không biết nên nói cái gì chuyện này đối với lăng hàn mà nói công bằng sao đương nhiên không công bằng nhưng cuồng loạn xâm lấn đối với ai mà nói lại là một sự tình công bằng lăng hàn trở về nếu người đầy thương tích, cái kia nàng cũng có thể lấy cớ Lăng Hàn cần dưỡng thương, đè chuyện này xuống dưới. Nhưng Lăng Hàn lại một chút tổn thương cũng không có, lộ ra thành thạo điêu luyện, như vậy, vì nguyên thế giới, vì thiên hạ thương sinh, người không đi ai đi. Lăng Hàn nhìn về phía tân khí hổ, con mèo bệnh, không nghĩ tới người vậy mà vô sỉ như thế. Chú ý lời nói của ngươi, không thì bản tôn không ngại cho ngươi một bài học. Tân khí hổ từ tốn nói, hai mắt sáng rực, tản ra sát ý um tùm. Lăng Hàn cười ha ha, một ngày nào đó hắn sẽ đánh ra hỏa này thành con mèo bệnh. Dù sao hắn có thể tới lui tự nhiên, Tân Khí Hổ coi là cho hắn một thiên đại nan đề, đẩy hắn vào trong hố lửa, trên thực tế Lăng Hàn lại không thèm để ý chút nào. Chương 3286, hùng hổ dọa người hai. Chỉ là bị Tân Khí Hổ công nhiên ức hiếp, Lăng Hàn tự nhiên khó chịu, muốn ấn đối phương xuống đánh một trận. Cái này khiến hắn nhẫn nhịn một hơi, Tân Khí Hổ dám phách lối như vậy? không phải là bởi vì có chiến lực lục bộ sao. Hắn nhất định phải mau chóng tăng tu vi cùng thực lực lên, treo đánh con mèo bệnh này. Lăng Hàn vung tay áo, quay người rời đi, lộ ra cực kỳ giận dữ. Đây đương nhiên là làm cho người nhìn, cũng không thể còn cao hứng bừng bừng ha. Lại nói, hắn xác thực cũng rất khó chịu. Trở lại chỗ ở, bọn người nữ hoàng tử trong tiên khách cư đi ra, sau khi nghe biết việc này, cũng cực kỳ khó chịu, nếu không phải thực lực sai biệt quá lớn, các nàng thật muốn oanh sát tân khí hổ thành cặn bã con rùa chết này nữ chú hắn rơi vào trong hầm phân chết đuối hổ nữ hừ hừ nói trên đầu đau nhức lòng bàn chân chảy mủ đám người lưu vũ đồng lý tư thiền cũng nói lang hàn cười to chỉ cần cùng chư nữ chung một chỗ hắn liền vui vẻ dễ chịu lang huynh có đó không bên ngoài truyền tới một thanh âm ai vậy chúng nữ đều kỳ quái bọn hắn đi ra ngoài chỉ thấy ngoài cổng đang đứng một thanh niên mặt mũi tràn đầy nụ cười ấm áp để cho người ta nhìn xem liền trong lòng dễ chịu đây là một tứ bộ, nhưng cho Lăng Hàn cảm giác lại cực kỳ cường đại, chiến lực cực có khả năng không kém gì mình. Rất kinh người, tứ bộ cùng ngũ bộ tranh lệch lớn như trời, thời điểm ở tứ bộ liền có được chiến lực ngũ bộ, chỉ sợ chỉ có đám người lâm u liên, tân khí hổ. Cho nên, Lăng Hàn mới có thể chấn kinh, như thế nào tùy tiện liền đi tới một siêu cấp thiên kiêu. Các hạ sương hô như thế nào? Lăng Hàn cười nói, không biết ý đồ đến của đối phương, hắn tự nhiên cũng tiên lễ hậu binh. Người tuổi trẻ kia lộ ra vẻ xấu hổ Tại hạ họ Bạch, Lăng Hàn nhìn đối phương Chỉ nói họ Bạch liền xong việc Người trẻ tuổi họ Bạch do dự một chút Mới nói Bạch mễ phản, Phốc, đám người Lăng Hàn đều cười phun Khó trách người này do do dự dự Nguyên lai like có một danh tự kỳ hoa như thế Người có phải một mực đói hay không Hổ nữ hỏi Không thì làm sao lại lấy danh tự như vậy Thật sự là đáng thương Bạch mễ phản cười cười Đây là gia gia của ta lấy Chuyện lão gia tử quyết định ta có thể có biện pháp nào? Hắn chắp tay một cái, lộ ra rất bất đắc dĩ. Lệnh tổ thật đúng là, thú vị, Lăng Hàn suy nghĩ một từ hợp lý. Bạch Huynh đến, không biết có chuyện gì. Lăng Hàn hỏi, ta muốn tham dự hành động trảm thủ của Lăng Huynh. Bạch Mễ Phạn nói, nha, Lăng Hàn sướng sờ, ngoại trừ phó nguyên, thế mà còn có dạng đồ đần này. Bạch Huynh, người không biết cái này vô cùng nguy hiểm sao? Hắn hỏi, không nguy hiểm lại có ý tứ gì? Bạch Mễ Phạn cười nói, Mặc dù mặt mũi tràn đầy ôn hòa, lại có một loại tự tin không nói ra được, đó là một loại kiêu ngạo phát ra từ thực chất. Có dũng khí là một chuyện tốt, nhưng thực lực của Bạch Huynh lại như thế nào? Lăng Hàn nghiêm nét mặt nói, Lăng Huynh, đến lĩnh giáo một chút, Bạch Mễ Phạn cười nói, tốt, đến, hai người bay vút lên không, Bạch Mễ Phạn lập tức phát động công kích, một trường ấn về phía Lăng Hàn, oanh, khí tức đáng sợ dương động, quả nhiên, chiến lực của hắn là ngũ bộ. Lăng Hàn nghiêm nghị, đây là một thiên kiêu tuyệt đỉnh, cực có khả năng không kém gì ba người lâm u liên, chỉ là thanh danh lại không hiện. a à, có phải bởi vì hắn gọi bạch mế phản, cho nên mới điệu thấp như vậy hay không? Cái này quả thật có chút hạ giá, cường giả nào đó nào đó chân áp chư thiên, thế mà gọi bạch mế phản. Ha ha, bạch mế phản giết tới, song trường tung bay, ầm ầm gió nổi mây phun, cực kỳ đáng sợ. Còn tốt, nơi này là chỗ giao hội của lưỡng giới, có một bộ phận thậm chí là hư không, bởi vậy cũng không e ngại dạng phá hư này, nếu không hai chiến lực ngũ bộ đánh nhau, ngay cả trung đẳng vị diện cũng phải bị đánh nổ. Hai người lẫn nhau liều mấy chiêu, đây là thăm dò cấp độ lực lượng của đối phương. lam huynh quả nhiên bất phàm, tam bộ liền có thể có được chiến lực ngũ bộ, tại hạ thực là bội phục. Bạch Mễ phản khâm phục từ đáy lòng, mặc dù thanh danh hắn không hiển hách, kỳ thật cực kỳ tự ngạo, ngay cả vạn cổ đệ nhất thiên kiêu như Lâm U Liên, Tân Khí Hổ cũng không để vào mắt, cho là mình tuyệt đối không thua, nhưng đối mặt Lang Hàn, hắn lại cực kỳ bội phục. Thấp một cảnh giới cũng có thể chống lại hắn, tuyệt đối là người thứ nhất từ xưa đến nay. Người cũng không tệ, Lang Hàn gật đầu. Người có thể cùng Bạch Mễ Phạn này sánh vai thật sự là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bạch Mễ Phạn cười nhạt một tiếng. Bất quá, lực lượng cơ sở chỉ là một phần chiến lực, cũng không thể quyết định thắng bại. Có tuyệt chiêu gì, lộ ra xem đi. Lang Hàn tràn đầy phấn khởi hắn cực kỳ chờ mong Bạch Mễ Phạn có thể lấy ra tuyệt chiêu gì. Tay phải của Bạch Mễ Phạn chấn động, đã có một ký hiệu phát quang, hắn lần nữa giết tới, lực lượng tăng vọt, chỉ ít tăng lên 30 lần. Vừa bắt đầu chính là ký hiệu cấp 6, tài đại khí thô A, Lăng Hàn càng thêm hiếu kỳ, đây là gia hỏa này tự hành mộ ra thiên tôn ký hiệu, hay là trưởng bối hắn cho. Hắn cũng vận chuyển một ký hiệu cấp 6, cùng Bạch Mễ Phạn đối oanh. Chiến lực của hai người đều là ngũ bộ trung hậu kỳ, Thiên Tôn ký hiệu ra chỉ lực lượng cũng kém không nhiều, tự nhiên không có khả năng chia ra cao thấp, trình độ va chạm kịch liệt ngược lại rất kinh người, giống như các nàng nữ hoàng ngay cả tư cách nhúng tay cũng không có. Sau khi tái chiến, Bạch Mễ phản cuối cùng thật sự quyết tâm, vận chuyển ra một bộ kiếm pháp, hàn quang chấp động, kiếm khí không có gì không cắt, không có gì bất diệt, đáng sợ đến kinh người. Lăng Hàn cũng tế ra Tiên Ma kiếm, đối chọi gay gắt, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Hắn không vội, dù sao hắn thấp một cảnh giới cục diện ngang tay khẳng định là Bạch Mễ Phạn gấp hơn. Quả nhiên, Bạch Mễ Phạn bắt đầu nâng cao chỉ tiêu, vận chuyển ra thiên tôn ký hiệu khác, tăng lên chiến lược của mình. 40 lần, 50 lần, 60 lần, hắn nắm giữ số lượng thiên tôn ký hiệu kinh người, mà cấp độ cũng càng ngày càng cao, để Lăng Hàn tấm tắc lấy làm kỳ lạ, Gia hỏa này đến cùng có lai lịch gì, nội tình quả thực kinh người. Chương 3287, Bạch Mễ Phạn. Bất quá, Lăng Hàn tự nhiên cũng không kém cỏi, đồng dạng vận chuyển ra từng viên từng viên thiên tôn ký hiệu cao dai, luôn có thể theo kịp chiến lực của Bạch Mễ Phạn. Cuối cùng, Bạch Mễ Phạn dùng ra một viên ký hiệu, lập tức, khi thế chân áp chư thiên phun trào, hắn phảng phất như lập tức biến thành thần linh vô địch. Ký hiệu cấp 1, Lăng Hàn chấn kinh, dựa vào, hiện tại đây là thế nào, ký hiệu cấp 1 đã một người một viên sao? Oanh, Bạch Mễ Phạn một kiếm quét tới, kiếm mang chảm thiên diệt địa, cực kỳ đáng sợ đây chính là dùng ký hiệu cấp một ra chỉ lực lượng vung chém ra uy lực thật đáng sợ lăng hàn không sợ hắn cũng không phải không có ký hiệu cấp một thậm chí còn có hai bộ ký hiệu tổ hợp hoàn chỉnh cái kia dùng ra mới gọi dọa người oanh 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 hai cường giả chiến đến kinh thiên động địa tự nhiên hấp dẫn tới rất nhiều người chú ý phát hiện cùng lăng hàn đụng nhau lại là một người trẻ tuổi cực kỳ xa lạ từng cái kinh ngạc gia hỏa này là ai vậy tứ bộ liền có được chiến lực ngũ bộ không thua ba vị kia a à. Nhưng dạng người này làm sao lại không có căn cứ xuất hiện? Còn có ký hiệu cấp 1, trời ạ, à, chẳng lẽ hắn là hậu nhân của thất bộ nào đó? Mọi người đều hiếu kỳ, nhưng người hỏi ta, ta hỏi ngươi, thế mà không có ai biết thân phận chân thực của Bạch Mế Phản. Trong lòng lăng hàn thầm nhủ, cũng đừng nói ra hỏa này là người của cuồng loạn, giống như đám người mông đông. Không sai biệt lắm còn có trăm người xen lẫn trong viêm xương vị diệt, đều đã bước vào thiên tôn vị, mỗi người hẳn đều nắm giữ một viên thiên tôn ký hiệu chỉ là chỉ bằng vào điểm ấy liền cho rằng đối phương là dư nhiệt cuồng loạn vậy cũng quá võ đoán lại nói mặc dù đám người mông đông cũng có năng lực vượt cấp chiến đấu nhất định nhưng tuyệt không khoa trương như bạch mễ phạn gia hỏa này yêu nhiệt thực sự không thua lâm u liên tân khí hổ trong lòng nghĩ như vậy Lăng hàn xuất thủ lại không ngừng lại chút nào ngược lại đánh cho càng thêm cấp tốc tốt thống khoái bạch mễ phạn chiến đến hưng khởi ngươi lại tiếp ta một chiêu hắn thật sự là đánh ra hưng phấn cũng không gọi Lăng Hàn là Lăng Huynh, cũng không xưng mình là Tại Hạ, ngao ngao gọi, mắt phải của hắn đột nhiên phát sáng, bắn ra một mảnh hư ảnh, rất nhanh liền hóa thành một phương thế giới. Thế giới này rất nhỏ, nhưng chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đều đủ, có núi có nước, có biển có hồ, chỉ là một mảnh hoang vu, không có dựng dục ra sinh mệnh. Lăng Hàn lại khẽ cho mày, hắn cảm ứng được áp lực kinh khủng, phương thế giới này cho hắn một loại cảm giác cực kỳ chân thực. Đi, bạch mễ phản khẽ quát một tiếng, phương thế giới này liền rơi xuống lăng hàn. Oanh, phảng phất như thật có một thế giới chân áp xuống. Lăng hàn giật mình, đây là vị diện ngươi dung nạp tiến vào trong thân thể. Không sai, bạch mễ phản cũng không phủ nhận, bất quá, ta còn không có tu đến cảnh giới đại thành, bởi vậy, chỉ có thể chiếu dọi ra đại khái một phần lực lượng. Cái này quá chỉ sợ, lấy một phương thế giới đến chân áp đối thủ, đơn giản chính là nghiền FA. Nguyên lai tiểu thế giới ở trong cơ thể còn có thể dùng như thế. Dù hiện tại chỉ có một phần lực lượng, vậy cũng cực kỳ kinh người, để Lăng Hàn sinh ra một loại tuyệt không muốn địch, nếu không sẽ bị nghiền thành cặn bã. Nhưng đây là luận bàn, hắn không dám nhận một chiêu này không phải đại biểu hắn thua sao. Hắn quăng kiếm, oanh, ký hiệu cấp 9 toàn bộ vận chuyển, hắn lại vung ra nộ quyền, chiến lực của mình cơ hồ thôi phát đến cực hạn. Càng mạnh, vậy sẽ phải vận dụng tổ hợp ký hiệu cấp 8, đây là đòn sát thủ của Lăng Hàn hiện tại. Oanh, phương thế giới này chấn xuống, Lăng Hàn thì vung quyền oanh liên tiếp, bành bành bành, mỗi một quyền, phương thế giới này đều sẽ xuất hiện một vết nứt, khi nó sắp rơi xuống trên đầu Lăng Hàn, đã hiện đầy vết rách. Lại bị Lăng Hàn vung ra một quyền, bành, phương thế giới này rốt cuộc tan vỡ, năng lượng vô tận phun trào, oanh, toàn bộ quân doanh chấn động một cái. Sức tấn công thật là đáng sợ, Lăng Hàn cũng có chút thở hồn hền, vẹn vẹn chỉ vung ra mấy ngàn quyền mà thôi, thế mà để hắn có một loại cảm giác cật lực, có thể thấy được hắn tiếp nhận áp lực lớn đến mức nào mà đám người bốn phía cũng xôn xao, ai có thể nghĩ tới tứ bộ đột nhiên xuất hiện kia lại có thể sinh mãnh như vậy? gia hỏa này đến cùng là ai? thấy bạch mễ phản còn muốn xuất thủ, lăng hàn liền tranh thủ phất tay. ngừng ngừng ngừng, đủ rồi đủ rồi, ta thừa nhận ngươi có tư cách gia nhập đội ngũ của ta. hắn còn không muốn ở trước mặt phản chúng nhìn chừng chừng lộ ra tuyệt chiêu mạnh nhất, đây chính là muốn để người nào đó ăn kinh hãi a. À. bạch mễ phản vẫn chưa thỏa mãn nói, ngươi là người thứ nhất đón được chiêu này của ta. Trong cùng giai, không, người thậm chí mới tam bộ, quả nhiên không thẹn ra tổ cùng Lâm Đại Nhân đánh giá. Xin hỏi, các hạ xương hô như thế nào? Lâm U Liên nói, nàng không biết dưới chướng mình còn ngọa hổ tàng long. Bạch Mễ Phạn không khỏi sắc mặt thối đen, tên của hắn thật đúng là không muốn nói ra à. Lăng Hàn cười ha ha, vị này là Bạch Mễ Phạn Bạch Huynh. Phốc, lập tức có thật nhiều người cười phun. Nếu như đây không phải Bạch Mễ Phạn cố ý gạt người, như vậy phụ mẫu của người này tâm thật đúng là đủ lớn thân thể mềm mại của lâm u liên lại chấn động nói lệnh tổ là bạch phạn bạch đại nhân rất nhiều người trẻ tuổi lại cười to ra ra gọi bạch phạn cháu trai gọi bạch mễ phạn quả nhiên là người một nhà như vậy con trai của bạch phạn cha của bạch mễ phạn lại kêu cái gì đây cực kỳ hiếu kỳ nhưng người lớn tuổi một chút thì hít một ngụm khí lạnh lộ ra kinh sợ đúng là cháu trai của bạch đại nhân khó trách cường đại như thế bối cảnh không thua lâm u liên tân khí hổ a thất bộ thiên tôn, bạch phản bạch đại nhân, ngay cả Lăng Hàn cũng kinh ngạc, hắn biết địa vị của bạch mễ phản hẳn rất lớn, nhưng không nghĩ đến cũng là hậu đại của một vị thất bộ. Nghĩ đến trước kia hoài nghi bạch mễ phản, Lăng Hàn lắc đầu, tử tôn của thất bộ làm sao cũng không thể nào là cuồng loạn dư nhiệt, nếu ngay cả điểm ấy cũng nhìn không ra, vậy thất bộ còn có tư cách đối kháng cuồng loạn sao? Đám người từ tin tức kinh người này tỉnh hồn lại, lại lần nữa kinh ngạc. Bạch Mễ Phạn muốn gia nhập đội ngũ của Lăng Hàn, tham dự hành động trảm thủ chương 3288, cha ngươi tên gì? Cái này, gia hỏa này không sợ chết sao? Cuồng loạn quân sẽ không để ý ngươi là cháu ai, khẳng định chỉ có một chữ, giết. Mặc cho ngươi yêu nghiệt như thế nào, nhưng dù sao chỉ có chiến lược ngũ bộ, lấy cái gì địch nổi cuồng loạn quân vô cùng vô tận. Bất quá, có ít người nhiệt huyết lại bị đốt lên, lang hàn còn sống từ tiền tuyến trở về, còn giết hai tên đầu mục của cuồng loạn quân. Hiện tại ngay cả cháu trai của thất bộ đại nhân cũng muốn gia nhập đội ngũ này, để rất nhiều người nhiệt huyết cũng ngon nghe muốn động. Ta cũng muốn báo xanh, một người thanh niên đứng dậy, cười nhạt nói, ngươi là, lăng hàn nhìn người kia, đây là ngũ bộ, nhưng trước kia quá điệu thấp, chưa từng nói một câu, phảng phất như không khí. Tại hạ huyền phong, người trẻ tuổi kia từ tốn nói, huyền phong huynh, lăng hàn gật gật đầu, nếu là ngũ bộ, vậy cũng không cần khảo thí thực lực, có thể tu đến cảnh giới này, cái nào không phải thiên tài trong thiên tài. Lăng hàn, chúc mừng ngươi, đội ngũ lại làm lớn ra, lần này có thể xử lý nhiều mấy cuồng loạn đầu mục a tân khí hổ cũng xuất hiện hắn từ tốn nói thân sắc không thay đổi hắn đương nhiên sẽ không động sắc bởi vì hắn là chủ soái chấp trưởng lấy đại cục hiện tại lăng hàn chỉ là một quân cờ của hắn mà thôi hết sức nỗ lực lăng hàn cũng từ tốn nói cùng tân khí hổ đối mặt tràn đầy hương vị khiêu khích không phải nỗ lực bình thường mà là phải bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ nạp lan hùng tiến lên trước một bước hiện tại hắn rất thân cận tân khí hổ có mấy lời tân khí hổ không tiện nói, hắn liền mở miệng thay. Cáo mượn oai hùng, bạch mễ phản tựa hồ là nói thầm, sau đó đi đến bên người lăng hàn, nhìn thẳng nạp lan hùng, một bộ người khó chịu ta liền đánh tới người thoải mái. Nạp lan hùng tự nhiên không sợ bạch mễ phản, ngũ bộ đối tứ bộ, dù ngươi lại yêu nghiệt, hắn cũng tự tin bất bại. Nhưng hắn lại kiêng kỵ vị bạch phản kia, thất bộ A, à, trí tôn vô thường. Chỉ có tu đến ngũ bộ, mới biết được từ tứ bộ đến ngũ bộ vượt qua gian nan đến mức nào, cũng biết muốn vọt lên, dù chỉ một chút xíu cũng gian nan như thế nào. Ở trong mắt của bọn hắn, thất bộ chính là tồn tại giống như thần, không thể siêu việt, chỉ có thể ngưỡng vọng. Từ xưa đến nay đã bao nhiêu năm, nhưng thất bộ lại có mấy cái. Thất bộ bất tử bất diệt, cho nên, dù mấy thất bộ đều bị chủ thể của cuồng loạn cuốn lấy, căn bản không có khả năng trở về, nhưng ai cũng cực kỳ cung kính đối với gia tộc của thất bộ, đây là uy danh của thất bộ. Bạch mễ phản có thể tùy ý, nhưng hắn lại phải cẩn thận. Thế nào, không phục, Bạch Mễ phạn mặt ngoài ôn hòa, nhưng trong xương kỳ thật cực kỳ kiêu ngạo, chỉ có thể dung hạ được thiên kiêu chân chính. Không phục ta liền đánh cho ngươi phục, ngươi có dám đánh với ta một trận hay không? Lăng Hàn đưa tay cản lại, đều là người một nhà, nói cái gì chiến không chiến chứ? Tất cả mọi người kỳ quái, Lăng Hàn thế mà giúp người ngoài nói chuyện, chẳng lẽ mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Ngay cả Nạp Lan Hùng cũng cảm thấy ngoài ý muốn, chẳng lẽ Lăng Hàn là muốn nịnh nọt Tân Khí Hổ, cho nên bắt đầu nhượng bộ? nạp lan huynh đã quan tâm như vậy không bằng cũng gia nhập đội ngũ của chúng ta do người đốc chiến như thế nào lăng hàn cười nói câu nói này lập tức để nạp lan hùng mặt đều tái rồi hắn không biết trước kia lăng hàn là làm sao trốn được nhưng dù lăng hàn có năng lực làm một lần nữa khẳng định cũng sẽ không mang hắn trốn đến lúc đó bốn người lăng hàn bình an trở về hắn lại muốn đời đời bất hủ ai làm a à? hắn vội vàng lắc đầu còn nhìn về phía tân khí hổ sợ đối phương bị lăng hàn ép buộc thực phái mình ra ngoài ha 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 nhìn thấy bộ giáo này của nạp lan hùng tất cả mọi người cười to đường đường ngũ bộ thế mà bị đùa bỡn thảm như vậy mất mặt trên mặt nạp lan hùng cũng nóng lên thật muốn cùng lăng hàn liều mạng nhưng nghĩ đến lăng hàn cường đại lại nuốt xuống khẩu khí này lăng hàn buổi tối hôm nay liền lên đường đi binh quý thần tốc tân khí hổ nói không cho lăng hàn cự tuyệt hắn vung tay lên quay người rời đi Lăng Hàn nhìn bóng lưng của hắn giơ một ngón giữa, sau đó nhìn về phía bên cạnh hai người. Hai vị, chuẩn bị làm một vố lớn không? Tùy tiện, không quan trọng, Bạch Mễ Phạn cùng Huyền Phong đều cực kỳ bình tĩnh, phảng phất như không phải đi đại doanh cuồng loạn giết địch, mà là đi danh thắng nào đó du lịch. Ha ha, sự tình chơi vui như vậy, tại sao có thể thiếu ta? Phó Nguyên cười lớn đi tới. Tốt, Lăng Hàn cười to, hào hùng đại sinh. Vậy liền để chúng ta oanh oanh liệt liệt náo một trận. Bốn người đều duỗi ra một tay, từng cái chồng lên nhau. Đúng rồi, Bạch Huynh, ta rất hiếu kỳ danh tự của lệnh tôn. Huyền Phong đột nhiên nói, trên mặt mang ý cười. Ta cũng rất tò mò. Phó Nguyên gật đầu, hổ nữ càng bu lại, khoa trương nghiêng đầu, lỗ tai vĩnh lên. Bạch Mễ Phạn không khỏi quẫn bách. Các người quá mức, tuyệt không quá mức, bọn người lăng hàn, hổ nữ, Huyền Phong cùng kêu lên nói. Bạch Mễ Phạn hít một tiếng, do dự mãi, mới nói. Cha ta gọi Bạch Cật, ăn hết phốc mọi người đều cười to chỉ có thể nói bạch phạn lão gia tử này thực sự rất biết đùa con trai cháu trai đều bị hắn cho danh tự kỳ hoa đương nhiên bạch phạn lão tử cũng không đơn giản nếu không phải hắn tạo một tấm gương tốt chỉ sợ cũng không có tân tú như bạch cật bạch mễ phạn lang hàn vẫn cho rằng năng lực đặt tên của mình rất dở nhưng nát đến mấy cũng còn nghe được hôm nay hắn là tâm phục khẩu phục tốt đùa giỡn đã xong chúng ta lên đường đi lang hàn nghiêm nghị nói bốn người xuất động bước về phía cuồng loạn doanh cũng không lâu lắm bọn hắn liền tiếp cận nếm qua một lần thua thiệt hiện tại cuồng loạn quân không còn toàn viên nghỉ ngơi mà có một bộ phận quái vật canh gác đều là loại cực kỳ nhiều mắt tản ra thần thức ba động quét nhìn hoàn cảnh chung quanh những quái vật này chỉ là tứ bộ nhưng để canh gác lại hoàn toàn đủ thân hình bốn người lăng hàn lắc một cái khí tức lập tức biến hóa bọn hắn hóa thành bộ dáng như cuồng loạn quân khí tức cũng tương tự chỉ phổ thông lướt nhìn một cái là không có khả năng phát hiện bọn hắn ngụy trang, cẩn thận nhìn lại khác biệt, khẳng định sẽ lộ ra nguyên hình. Chương 3289, giết cái vừa đi vừa về bốn canh xong. Không có quan hệ, những quái vật này lại không phải có trí tuệ, vô cùng thô lỗ. Bốn người lăng hàn nhanh chân mà đi, tiến vào quân doanh, những quái vật bảo vệ thần thức chỉ quét nhìn đã vượt qua, căn bản không có dừng lâu. Bọn hắn bắt đầu tìm kiếm mục tiêu đánh lén, rất nhanh liền khóa chặt ba cái. Vì bảo đảm một kích thành công, ta cùng Bạch Huynh phụ trách một cái, một cái khác thì giao cho Huyền Phong Huynh cùng Phó Huynh. Lăng Hàn phân phối nhiệm vụ, hôm nay liền xử lý ba người này. Được, ba người Bạch Mễ Phạn đều gật đầu. Bạch Mễ Phạn cùng Huyền Phong cũng không hỏi Lăng Hàn sau khi thành công làm sao phá vây, bọn hắn tin tưởng Lăng Hàn. Bốn người ai vào chỗ nấy, sau đó đồng thời phát động công kích. Phốc, Lăng Hàn vừa ra tay chính là toàn lực ứng phó, ký hiệu cấp một vận chuyển, lực lượng của hắn đẩy lên tới hơn 80 lần, uy lực không thể đỡ, con thủ lĩnh kia căn bản không có phản ứng chút nào, đã bị hắn oanh bạo đầu. Hắn lập tức thu hồi thi thể đối phương, sau đó nhảy về phía Bạch Mễ Phạn. Bạch Mễ Phạn đồng dạng toàn lực xuất thủ, ánh mắt phát sáng, hình chiếu ra một phương thế giới, trấn áp mục tiêu của hắn. Nhưng mục tiêu của hắn cực kỳ mạnh, đúng là gánh vác được một kích này. Mắt thấy quái vật bốn phía đều mở mắt, tàn mát ra lệ khí vô tận, Bạch Mễ Phạn lại uống một tiếng, mắt trái bay ra thế giới thứ hai. Trong cơ thể hắn lại có hai vị diện oanh, uy lực này quá lớn, đầu mục hét thảm một tiếng, vùng vẫy giấy chết, đánh ra một đạo tinh thần sung kích. Bạch mễ phạn kêu rên, nhưng hai thế giới chân xuống lại không dao động chút nào, bành, mục tiêu kia lập tức bị nghiền thành cặn bã. Oanh, đây chính là hai vị diện hình chiếu, uy năng đáng sợ đến bực nào, lập tức dương động lên sóng sung kích hình nấm, đánh về phía bốn phương tám hướng, bành bành bành, vô số cuồng loạn quân bị đánh bay ra ngoài, căn bản không thể xuất thủ, cho bạch mễ phản thời gian giảm sóc. Chờ công kích càng xa xôi đánh tới, Bạch Mễ Phạn cũng hóa giải xong tinh thần xung kích, thân hình lập tức chuyển động, phóng về phía hai người phó nguyên. Thực lực hai người kia không bằng lăng hàn cùng Bạch Mễ Phạn, dù dùng ra tuyệt chiêu, nhưng vẫn như cũ không có khả năng hạ mục tiêu, chỉ để nó thụ trọng thương. Chớ để ý, lăng hàn nói, thân hình giết tới, chuẩn bị rút lui, bốn người đánh về phía một phương hướng, chỉ cần tụ hợp, lăng hàn liền có thể xé mở không gian, mang theo ba người tiêu sái rời đi. Si tâm vọng tưởng, tên đầu mục còn lại cực kỳ lạnh lùng nói nó tọa trấn chỉ huy điều động lấy đại quân tiến hành công kích mãnh liệt chia cắt bốn người lang hàn không cho bọn hắn có cơ hội tụ hợp lang hàn thét dài một tiếng dù thực lực đám người bạch mễ phản yêu nghiệt thế nhưng không chịu nổi hơn vạn ngũ bộ tể oanh hắn nhất định phải nhanh mang người đi ra ngoài bành 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 hắn vận chuyển ký hiệu cấp 9 tổ hợp một đường thế không thể cản bạch huynh đuổi theo hắn đầu tiên cùng bạch mễ phản tụ hợp sau đó lại đánh về phía huyền phong cùng phó nguyên hắn liên thủ với bạch mế phạt chiến lược vô cùng kinh người một đường đánh đầu thắng đó mắt thấy bọn hắn sắp giết tới chỗ phó nguyên cùng huyền phong nhưng tình thế đột biến hai người phó huyền thế mà bị chia cắt ra lang hàn đành phải trước giết về phía huyền phong cách hắn gần nhất sau khi cứu được lại phóng về phía phó nguyên ba người hợp lực thế không thể đỡ nhưng phó nguyên cũng bị bọn quái vật từng bước bước lui để khoảng cách của song phương chậm chạp kéo ra các ngươi đi trước Phó Nguyên thấy ba người Lăng Hàn đều bắt đầu thụ thương, lập tức lớn tiếng kêu lên. Nếu như đám người Lăng Hàn đi, vậy hắn khẳng định mất mạng. Cùng đi thì cùng một chỗ về, Lăng Hàn không bảo lưu nữa, ký hiệu cấp 8 vận chuyển, hắn lập tức trở nên không thể ngăn cản, gần ngàn lần lực lượng gia trì, ngũ bộ làm sao có thể là đối thủ. Hắn mang theo Huyền Phong, Bạch Mễ phạn giết tới trước mặt Phó Nguyên, một tay nắm Phó Nguyên lên, hắn không chút do dự xé mở không gian, mang theo ba người chui vào. Hưu bốn người biến mất, dù cuồng loạn quân đồng dạng xé mở không gian cũng không có khả năng tìm được bọn hắn. Bốn người lăng hàn xuyên toa không gian, rất nhanh lại về tới viêm xương vị diện. Đây thật là kỳ diệu, bạch mễ phản vỗ tay cười to, hắn biết lăng hàn khẳng định tinh thông một loại phương pháp bỏ chạy nào đó, nếu không lần thứ nhất xông vào quân doanh cuồng loạn cũng không có khả năng có thể chạy thoát được, chỉ không nghĩ tới sẽ là phương thức như vậy. Thật muốn lại giết một vòng nữa, Huyền Phong nói, mặt mũi tràn đầy hưng phấn, một mình xâm nhập, còn có thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh rời đi cái này đáng giá hồi ức cả đời lăng hàn nhìn về phía bạch mễ phạn ngươi ẩn nấp thật sâu thế mà ở trong cơ thể dung nạp hai tiểu thế giới bạch mễ phạn gãi gãi đầu ta thật không muốn giấu dốt lúc đầu cùng ngươi tỉ thí liền muốn dùng kết quả bị ngươi hô ngừng lăng hàn tưởng tượng xác thực như thế ngươi làm sao làm được hắn hết sức tò mò bởi vì lăng hy phù thiên hành đi cũng là con đường này hai người lại chỉ có thể dung nạp một tiểu thế giới mà căn bản không cần nghĩ khẳng định là hai cái lực lượng vị diện càng mạnh hơn hắn vội vàng nói thêm một câu nếu có bí mật gì vậy không cần miến cưỡng bạch mễ phạn cười cười cũng không tính là đại bí mật gì chỉ cần thất bộ xuất thủ trong đan điền lại mở chút không gian ra dung hạ một tiểu thế giới khác là được còn có thể dung cái thứ ba cái thứ tư sao lang hàn hỏi không được bạch mễ phạn lắc đầu dù chỉ dung nạp hai vị diện cũng không phải tất cả mọi người có thể làm được rất dễ dàng ở thời điểm vị diện trưởng thành bị hút khô, hơn nữa, có lẽ căn bản sống không qua cánh cửa chuẩn thiên tôn, sẽ bị lực lượng của hai vị diện chân bạo. Lăng Hàn nhìn hắn một cái, ngươi nói nhiều như vậy, kỳ thật chính là đang khoe khoang ngươi rất nhiều a. À. Chỗ nào có, bạch mễ phạn mặt mũi tràn đầy đứng đắn, không phải mới lạ, huyền phong ồn ào, đánh hắn, Lăng Hàn xuất thủ trước, ba người hợp lực, bạch mễ phạn lại yêu nghiệt cũng đỡ không nổi, rất nhanh liền bị đánh đến hoa hoa kêu to. Bốn người Lăng Hàn trở về, tự nhiên lần nữa đưa tới Oanh động. Một lần có thể là vận khí, nhưng liên tục hai lần, vậy thì tuyệt không phải vận khí, mà là thực lực. Chương 3290, thế yếu. Lần này, đám người Lăng Hàn lại chém hai thủ lĩnh, công tích chắc tuyệt, ngay cả Tân khí hổ cũng không tiện trêu chọc, lần đầu tiên miễn cưỡng khen ngợi vài câu, nhưng vẫn bỏ xuống một câu, để Lăng Hàn cố gắng, không thể thỏa mãn như vậy, phải tiếp tục phát huy tác dụng của mình. Lời này có ý tứ là để đám người Lam Hàn tiếp tục đi cuồng loạn doanh chấp hành nhiệm vụ trảm thủ. Lam Hàn bắt đầu nghỉ ngơi, liên tục hai lần xông vào trại địch. Mặc dù toàn thân trở ra, nhưng tinh thần của hắn cũng căng đến cực hạn, cần thư giãn một tí. Hơn nữa, hắn còn muốn bế quan thôi diễn một chút. Hắn đối với năng lực vận dụng vị diện của Bạch Mễ phản cực kỳ hứng thú. Một chiêu này đương nhiên chỉ có người ở trước Nhất Bộ dung nhập một tiểu thế giới mới có thể vận chuyển, không có dung nạp vị diện ở trong cơ thể, lấy cái gì đi chân áp trong cơ thể lăng hàn có vị diện vô cùng vô tận nhưng đây đều là hình thức ban đầu phải cực kỳ lâu về sau mới có thể trưởng thành vị diện chân chính số lượng nhiều lắm mỗi trưởng thành một bước cần năng lượng cực kỳ dọa người nguyên bản hắn rất công bằng để những lực lượng vị diện này lấy tốc độ cân đối trưởng thành nhưng bây giờ hắn dự định trọng điểm bồi dưỡng một hai cái trong đó để bọn chúng dẫn đầu diễn hóa thành một phương thế giới chân chính nhưng có một vấn đề trước tiên cần phải giải quyết hiện tại hắn là lấy tế bào làm vật chứa dựng dục vô tận vị diện muốn bồi dưỡng một cái hóa thành vị diện chân chính cần tìm địa phương dung nạp vị diện này a à. bình thường tới nói trong cơ thể thiên tôn có thể dung nạp một vị diện giống như lăng hy phù thiên hành đều như thế mà xem như thất bộ xuất thủ cũng chỉ có thể để cho trong cơ thể thêm một vị diện mà thôi lăng hàn muốn trước hết để cho một hai vị diện trưởng thành chẳng lẽ để bọn chúng tiến vào chiếm giữ đan điền sao cái này rất đơn giản nhưng về sau vô số vị diện trưởng thành lại giải quyết như thế nào cho nên để đan liền dung nạp vị diện chuyện này chỉ có thể xem như tạm thích ứng không phải giải quyết chi đạo Lăng hàn suy nghĩ thật lâu quyết định không chuyển những lực lượng vị diện này mà ngay ở chỗ cũ hắn muốn trở thành một nguyên thế giới vậy thì cần phải có lực bao dung cường đại một tế bào liền bao hàm một vị diện thành tế bào chính là thành lũy của vị diện trồng chất lên nhau vô cùng vô tận đây chỉ là một lý luận thật muốn thực hiện lại không phải một câu đơn giản Lăng hàn đi tìm ngõ lý nói đến đồ vật trên lý luận vẫn là gia hỏa này tương đối tinh thông. Sau khi ngõ lý nghe vấn đề này, không chút khách khí ra giá, muốn lăng hàn dòng giã 10 vạn khối tiên kim, lúc này mới bắt đầu giúp hắn thôi diễn. Bởi vì thời gian quá lâu, lăng hàn không thể trường kỳ rời ngoại vực chiến trường, liền trở về trước, qua một đoạn thời gian lại đến. Hắn cùng đám người bạch mễ phản xuất động nhiều lần, dù đối phương có chuẩn bị đầy đủ, cũng không cách nào ngăn cản bọn hắn giết người, chỉ là một lần so một lần nguy hiểm, để bốn người đều mang theo thương thế trở lại nhưng có thể còn sống trở lại chính là một thiên đại kỳ tích, danh khí của tổ bốn người càng ngày càng mạnh, cũng hấp dẫn càng nhiều người muốn gia nhập đội ngũ của bọn hắn, nhưng Lăng Hàn lại không còn thu người. Không phải hắn tự ngạo, mà là quá nhiều người, hắn cũng không xuất thủ được, để những người này không thiếu một cái còn sống trở về. Kinh lịch lấy dạng hung hiểm này, tiến cảnh của Lăng Hàn rất nhanh, hắn đã tính toán một chút, chỉ sợ không cần 100 triệu năm hắn liền có thể đạt tới tam bộ hậu kỳ. Mấy trăm năm sau, cuồng loạn quân cuối cùng phát động một lần công kích mãnh liệt nhưng bởi vì hành động chảm thủ bọn chúng đã mất đi rất nhiều chỉ huy khiến cho đại quân không có phát huy ra chiến lược mạnh nhất dù như thế viêm xương quân cũng bỏ ra cái giá cực lớn lại tử thương rất nhiều người tất cả mọi người lo lắng cứ theo đàn này bọn hắn có thể sẽ rất nhanh bị ép từ bỏ cứ điểm này hơn nữa không phải lui ra phía sau một chút phải lui về trong viêm xương vị diện lợi dụng vị diện áp chế để chống đỡ cuồng loạn quân nhưng hậu quả như vậy là cuồng loạn thừa cơ thúc đẩy, chỉ cần vài ước năm, liền có thể để nơi này biến thành thông đạo hai giới, như vậy, viêm xương quân sẽ mất đi ưu thế. Cái này tương đương với uống rượu độc giải khát, tự sát mãn tính, thật muốn tới lúc kia, dù độc dược cũng phải ăn a. À. Lăng Hàn trở về thiên hạ đệ nhất phó viện một lần, xem ngõ lý sẽ cho ra kiến nghị gì, kết quả ra hỏa này còn ở trong tính toán, hắn chỉ có thể rời đi. Chiến đấu không ngừng, tổ bốn người Lăng Hàn còn đang tiến hành hành động ám sát, nhưng cuồng loạn quân phòng thủ cũng biến thành càng ngày càng nghiêm mật, làm sao cũng không cách nào trảm thủ thành công. Cái này rất bình thường, nếu nhiều lần đều để bọn hắn đạt được, chỉ đại quân này làm sao có khả năng tạo thành phá hư lớn như vậy. Giữ vững được mấy vạn năm, phòng tuyến của bọn hắn liền hỏng mất, lui về sau ngàn dặm, từng đạo phòng tuyến liên tiếp thất thủ, cuối cùng không thể không rời khỏi khu vực này, lợi dụng bản thân viêm xương vị diện áp chế đến hiệp trợ chiến đấu. Đây là một thất bại cự đại, nhưng cậy mạnh dùng lực lượng, vậy sẽ chỉ toàn quân bị diệt. Các đại nhân vật đã có quyết đoán, bắt đầu tạo dựng vị diện siêu cấp thứ hai. Nói đơn giản, chính là gia tốc tiến trình vị diện chiến tranh, chuyển không nhân viên trên một vị diện cao cấp, do một vị diện trong đó bắt đầu thôn vệ vị diện khác, lấy sáng tạo ra vị diện siêu cấp thứ hai. Một khi viêm xương vị diện thất thủ, như vậy bọn hắn còn có thể có đường lui, tiếp tục cùng cuồng loạn đối kháng. Bởi vậy, viêm xương vị diện còn đau khổ chống cự, tranh thủ thời gian cho vị diện siêu cấp mới xuất hiện. Ở trong viêm xương vị diện, cuồng loạn quân liền không dễ đẩy vào, dưới vị diện áp chế, thực lực tổng hợp của cuồng loạn quân suy yếu một cấp độ, ngũ bộ cũng chỉ có thể phát huy ra chiến lực tứ bộ hoặc nhiều hơn một chút. Lực uy hiếp tự nhiên nhỏ hơn quá nhiều, đưa cho viêm xương quân thời gian thở dốc. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, chúng thiên tôn nắm chặt khôi phục, hoặc đột phá, tăng thực lực lên. Thoáng chấp mắt, 300 triệu năm qua đi, hoàn cảnh thịch biến, cuồng loạn đã thôn vệ đến, cái này nguyên bản thuộc về viêm xương vị diện biến thành chỗ giao hội của lưỡng giới, cũng làm cho áp chế đối với cuồng loạn quân biến mất. chương 3291, diễn hóa vị diện. Đại chiến bộc phát, xúc tích lực lượng vài ức năm, cuồng loạn quân trở nên không thể ngăn cản, khiến cho phòng tuyến lần nữa vỡ tan ngàn dặm Lần nữa nhường ra lượng lớn lãnh thổ, viêm xương quân đứng vững gót chân, tiếp tục ở chỗ này đóng giữ đối kháng. Cứ theo tốc độ như vậy, có lẽ bọn hắn có thể chống đỡ một ngàn ức năm, đến lúc đó viêm xương vị diện liền bị thôn vệ hơn phân nửa, từ cấp bậc siêu cấp ngã xuống. Chỉ là vị diện cao cấp, hoàn toàn không đủ để đối kháng cuồng loạn, hơn nữa, thất bộ thiên tôn khai chiến, bản thân cũng sẽ tạo thành đại phá hư đối với vị diện này, chẳng khác gì là giúp cuồng loạn. Một ngàn ước năm, đủ để cho vị diện cao cấp hiện tại, xuất hiện một vị diện siêu cấp mới sao. Có một bộ phận thiên tôn bị điều ra, đi vị diện cao cấp hỗ trợ, gia tốc vị diện chiến tranh. Lăng Hàn thì rốt cục nhận được tin tức của Ngõa Lý, Gia hỏa này hoàn thành thôi diễn. Ngươi thiếu ta một trăm triệu khối tiên kim. Câu nói đầu tiên của ngõ lý chính là như vậy. Lăng hàn nhìn về phía hắn, chỉ thấy gia hỏa này cực kỳ suy yếu, có loại cảm giác bị gió thổi một cái liền ngã. Lượng tính toán quá lớn, ta chỉ ít có một nửa tính toán đơn nguyên bởi vì vận chuyển siêu phụ tải mà tan vỡ. Ngõ lý nói, Lăng hàn gật đầu, được được được, đừng nói một trăm triệu khối, một tỷ ta cũng chuẩn bị cho ngươi. Chỉ cần lực lượng vị diện trong cơ thể hắn có thể diễn hóa thành vị diện chân chính, như vậy tiên kim thật sự là chút lòng thành. Người xem cuồng loạn một chút, chỉ một vị diện mà thôi, lại có thể sáng tạo ra thiên tôn vô cùng vô tận, nếu hắn có thể trở thành nguyên thế giới, tiên kim tự nhiên là chút lòng thành, nhất nhiệm liền sinh. Ngõ lý duỗi ra ngón tay điểm trên trán lăng hàn, truyền tống cho lăng hàn vô số công thức cùng định luật. Lăng hàn bị động nhận lấy, cùng mình lính hội tiến hành so sánh, lấy thừa bù thiếu. Ngõ lý, lần này thật sự là cảm ơn ngươi. Hắn nghiêm túc nói, đừng tưởng rằng nói như vậy là có thể giảm một khối tiên kim. Ngõ Lý Cường Điệu nói, Lăng Hàn cười ha ha, yên tâm, yên tâm, nhất định sẽ không thiếu ngươi. Đúng, về sau nơi này có thể sẽ không an toàn nữa, ngươi đi huyền mạc vị diện, về sau nó sẽ trở thành vị diện siêu cấp, thay thế nơi này. Ngươi có phải muốn đuổi ta đi, quyệt nợ hay không? Ngõ Lý tràn đầy hoài nghi nói, Lăng Hàn lắc đầu, người với người trọng yếu nhất là cái gì tín nhiệm được rồi mau rời đi đi nơi này trở nên càng ngày càng nguy hiểm rồi bởi vì đã có kế hoạch từ bỏ viêm xương vị diện công việc rút lui đương nhiên đã tiến hành hơn nữa về sau huyền mạc vị diện sẽ thành vị diện siêu cấp hiện tại ở đó trống rỗng từng thế lực đều muốn sớm ngày tiến vào chiếm giữ phân chia địa bàn nên nhất định phải nhanh phái người tới lang hàn bắt đầu đi bế quan mặc dù tiền tuyến trọng yếu nhưng bây giờ loại tình huống này thiếu hắn cũng không có gì quan trọng có lực lượng vị diện áp chế bên viêm xương quân chiếm cứ ưu thế tuyệt đối chỉ cần thỉnh thoảng dứt bỏ một chút địa bàn mà thôi lúc trước hắn lấy tế bào đến thay ngén lực lượng vị diện chính là nghĩ đến một ngày kia có thể diễn hóa những lực lượng này thành vị diện chân chính đến lúc đó hắn chính là nguyên thế giới thứ hai chiến lược vô cùng vô tận nhưng một tế bào làm sao dung hạ được một vị diện cái này cần ngõ lý hỗ trợ tổng kết nói rất đơn giản chính là lăng hàn tạo dựng không gian quy tắc của mình để tế bào có thể vô cùng lớn. Giới tử nạp tu di, một tế bảo dung nạp một vị diện liền tuyệt không phải chuyện không thể nào. Nhưng kết luận đơn giản, quá trình lại vô cùng phức tạp. Lăng hàn kết hợp phương án của ngõ lý, càng nhiều thì là mình lý giải. Suy tính là sở trường của ngõ lý, hắn thì đứng ở vị trí cao hơn, lợi dụng tính toán của ngõ lý đến nghiệm chứng tư tưởng của mình. Hắn mới thật sự là người quyết định, thôi động. Đây là một quá trình khá dài, nhưng lăng hàn có chính là kiên nhẫn. Giống như đám người lăng hy, ở đan điền thai ngén vị diện có thể nói là chuyện dễ như trở bàn tay, dù như bạch mễ phản muốn đồng thời dung nạp hai vị diệt, đó cũng là do cường giả thất bộ giải quyết, mình chỉ cần đi tầm bổ liền có thể. Lăng Hàn khác biệt, hắn là tại một tế bào thai ngén một vị diệt, không có thể tham khảo, chỉ có ngõ lý tính toán mới có thể giúp được. Lăng Hàn cho ra rất nhiều khả năng, ngõ lý bài trừ cái hoàn toàn không thể nào, giảm bớt lượng công việc cho Lăng Hàn. Hắn tính tỏa, toàn bộ thiên tôn ký hiệu trong cơ thể phát sáng, câu thông thiên địa, rút ra hai loại hạt bản nguyên đến tẩm bổ thân thể của hắn. Trước kia, tất cả năng lượng sẽ bình quân phân phối, do tế bào trong cơ thể hắn chia đều, mà hai loại lực lượng bản nguyên cũng cần lớn mạnh, gào khóc đòi ăn, đối tượng thực sự quá nhiều, cũng làm cho Lăng Hàn tu luyện tiến cảnh chậm kinh người. Hiện tại, Lăng Hàn toàn lực tẩm bổ hai tế bào trong cơ thể hắn. Cái này nhanh lắm, hắn hết thảy nắm giữ bao nhiêu thiên tôn ký hiệu, hơn 200, chẳng những có ký hiệu cấp 1, tất cả ký hiệu cấp 8, cấp 9 đều đủ. Cộng minh xuống có thể để tốc độ tu luyện của hắn để cao gấp bao nhiêu lần. Phải biết, đây không phải chiến đấu, chỉ có thể có một hoặc một tổ ký hiệu phát sinh tác dụng mà là có bao nhiêu cái liền có bao nhiêu hiệu lực. Cái này để tốc độ tu luyện của hắn tăng lên gấp bao nhiêu lần. 1362 lần. Tốc độ tu luyện khủng bố như vậy toàn bộ ra chỉ ở trên hai tế bào, tầm bổ hai vị diện kia, đó là khái niệm gì? Vẹn vẹn chỉ qua hai vạn năm, trong hai tế bào này, lực lượng vị diện khỏe mạnh trưởng thành hóa thành một thế giới cỡ nhỏ. Nhỏ bao nhiêu, giống như tiểu thế giới lúc trước mà Lăng Hàn cắm vào trong cơ thể Lăng Hy. Lăng Hàn lộ ra nụ cười, không phải bởi vì hai vị diện này trưởng thành, mà là vị diện hình thành. Từ lực lượng vị diện đến vị diện chân chính, bước này vượt qua quá kinh người, cổ kim không thấy, có lẽ tương lai cũng không có khả năng xuất hiện. Bất quá, đây chỉ là một bắt đầu, Lăng Hàn đi bước thứ hai của vạn cổ mạnh nhất. Hắn bắt đầu lớn mạnh hai vị diện này, thời gian vội vàng, rất nhanh lại hơn 90 vạn năm qua đi, hai vị diện này ai cũng đạt đến vị diện trung cấp. Không có cách nào tiến thêm một bước, bản thân Lăng Hàn chỉ là tam bộ, khí lực sẽ có một hạn mức cao nhất. chương 3292, vị diện chân áp. Lăng Hàn xoay tay phải lại, một cái vị diện hóa thành hình chiếu anh ra, không gian rung động, cực kỳ đáng sợ. So ra kém bạch mế phản, hắn nhẹ nói, cái này cũng bình thường, bạch mế phạn là tứ bộ, đây là ưu thế cảnh giới, không có cách nào. Chất lượng không kịp, vậy ta liền dùng số lượng đền bù. Lăng Hàn tiếp tục bế quan, tu luyện ra vị diện thứ ba, thứ tư, lại hơn 90 vạn năm qua đi, hắn cũng đẩy hai vị diện này đến cảnh giới cực hạn trước mắt. Hắn cảm ứng một chút, phát hiện trong cơ thể thai nghén bốn vị diện, đối với khí lực của hắn sinh ra áp lực rất lớn, cái này có một cực hạn, sau khi đạt tới cực hạn, lại đi thai nghén vị diện mới chính là hành động tìm chết. Bất quá, Bốn cái xa xa không phải cực hạn của hắn. Lăng Hàn lần nữa bế quan, lại 800 vạn năm sau, hắn tổng cộng để 13 lực lượng vị diện hóa thành vị diện, cũng thúc đẩy đến cấp độ vị diện trung cấp. Đây mới là cực hạn của hắn hiện tại, lần này, sức chiến đấu của ta có thể đạt tới trình độ gì? Lăng Hàn xé mở không gian, tiến vào trong hư không, ở chỗ này tiến hành thí luyện, mới chính thức không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Nhất niệm động, 13 vị diện trong cơ thể cùng nhau đánh ra hình chiếu, hóa thành 13 vị diện hư ảnh tản mát ra lực áp bách vô cùng kinh khủng. Đi, hắn khẽ quát một tiếng, 13 vị diện hình chiếu bắn ra ngoài, hư không bị hắn đánh ra một lỗ hồng. Rất nhiều bước, lang hàn cũng giật nảy mình, lại thêm ký hiệu tổ hợp cấp 8, có phải ngay cả cường giả lục bộ cũng có thể đánh một trận hay không? Hắn rất nhanh liền lắc đầu, hẳn là kém một chút. Bất quá, nếu ta không thèm đếm xỉa, ném ra 13 vị diện chân chính thì sao? Mặc dù những cái này chỉ là vị diện trung cấp, nhưng toàn bộ vị diện đánh lên, hơn nữa còn là 13 cái, đây là khái niệm gì? Bởi vì đã có đường lui, từng thế lực khó tránh khỏi liền có tiểu tâm tư của mình. Viêm xương vị diện đã không thể bảo đảm, vậy thì tại sao còn phải tốn công phu ở trên đây? Mỗi một lần đại quân cuồng loạn đánh tới, coi như dựa vào lực lượng vị diện áp chế, nhưng vẫn như cũ sẽ để cho một số người thụ thương, thậm chí chết trận. Thiên tôn nào nguyện ý chết, rất tự nhiên, từng thế lực ở thời điểm chống cực cuồng loạn càng ngày càng tiêu cực, tương phản, Bọn hắn phái Thiên Tôn đi Huyền Mạc Vị Diện chinh chiến số lượng lại càng ngày càng nhiều. Một thế lực có thể vĩnh viễn huy hoàng, tuyệt không phải cần một hoặc mấy cường giả đỉnh cao tỏa chấn đơn giản như vậy, mà còn phải có máu mới gia nhập cùng quật khởi, cái này cần đại lượng tài nguyên. Tài nguyên ở đâu ra? Lãnh thổ, chiếm địa bàn càng nhiều, thu hoạch tự nhiên càng lớn. Hơn nữa, Huyền Mạc Vị Diện từ vị diện cao cấp thăng cấp thành vị diện siêu cấp, trong lúc này sẽ có thiên địa kịch biến, khoảng cách gần quan sát hạch tâm vị diện biến hóa cái này đối với thiên tôn nào cũng có lợi ích to lớn. Còn nữa, sau khi thăng cấp, trên huyền mạc vị diện cũng sẽ sinh ra đại lượng thiên tài địa bảo, thậm chí sẽ xuất hiện đồ vật để thiên tôn đỏ mắt. Vì những thứ này, ngay cả thiên tôn cũng không thể bình tĩnh. Lăng Hàn hoài nghi, tiếp tục như vậy, viêm xương vị diện căn bản kéo không được một ngàn ức năm, có lẽ 50 tỷ năm, có lẽ 30 tỷ, thậm chí thời gian càng ít, viêm xương vị diện liền sẽ tan vỡ, trở thành chất dinh dưỡng cho cuồng loạn lớn mạnh mình. Coi như hắn, hoặc mấy người bên cạnh hắn ra sức thì có ích lợi gì, cuồng loạn quân nhiều lắm, cho dù là đám người lâm u liên, kết quả trọi cứng khẳng định là bị oanh sát thành cặn bã. Đến cuối cùng, ngay cả cường giả lục bộ cũng lên tiếng, nghiêm khống số lượng thiên tôn tiến vào huyền mạc vị diện. Bọn hắn xác thực cần thiên tôn xuất thủ, hỗ trợ huyền mạc vị diện ra tốc thôn phệ, nhưng nếu bởi vậy để viêm xương vị diện luân hãm, huyền mạc vị diện vẫn còn chưa trưởng thành, cái trò đùa này liền lớn rồi. Có lục bộ mở miệng, tình trạng này mới tốt lên chút ít, nhưng vẫn còn có thế lực ở trong tối an bài thiên tôn đi huyền mạc vị diện chỉ là không có trắng trợn như vậy số lượng cũng bị khống chế rất nghiêm khắc lăng hàn trở lại tiền tuyến cùng thân nhân huynh đệ bằng hữu sóng vai đối kháng cùng loạn quân hắn một thân một mình xuất động tiến hành hành động trảm thủ hiện tại thực lực của hắn tiến thêm một bước lại thêm tu ra vị diện chân chính để lực lượng của hắn cực kỳ cường đại bọn người phó nguyên muốn đi cùng lại bị lăng hàn cự tuyệt một mình hắn tới lui tự nhiên hắn đi vào trại địch, cũng không che giấu thân dấu vết, dù sao nhiều lần công kích như vậy, cuồng loạn quân đã đề phòng cực kỳ xâm nghiêm, hắn ngụy trang thế nào cũng vô dụng. Đơn giản một chữ, giết, hắn vọt vào trại địch, triển khai toàn bộ chiến lực, đại sát một mạch. Cuồng loạn quân lập tức bạo động, vô số công kích khuynh tiết về phía Lăng Hàn. Ong ong ong, lực lượng vị diện trong cơ thể Lăng Hàn vận chuyển như ma bàn, hóa giải phần lớn công kích đánh tới, nhưng số lượng thực sự quá nhiều, vẫn có thật nhiều công kích không thể hóa giải, một vòng công kích đến liền để hắn kém chút thổ huyết. Dựa vào, bất quá một ngàn vạn năm không có giao thủ, công kích của đám hỏa này lại trở nên lăng lệ như thế rồi. Lăng Hàn tin tưởng, nếu không phải trong cơ thể hắn có lực lượng vị diện hóa giải công kích, nhiều công kích như vậy oanh dưới, chỉ sợ cường giả lục bộ cũng phải thổ huyết thụ thương. Cũng không phải hắn mạnh hơn lục bộ, mà ở dưới tình huống đối mặt lượng nhiều, lực lượng vị diện có ưu thế hóa giải, tương phản, nếu để cho lục bộ trực tiếp oanh Lăng Hàn một kích, như vậy coi như lực lượng vị diện hóa đi năm thành lực lượng trong đó, vẫn sẽ tạo thành trọng thương cho Lăng Hàn, thậm chí trực tiếp xử lý hắn. Hắn thét dài, vận chuyển ra ký hiệu cấp 9 tổ hợp, giết về phía địch thủ, một đường đánh đầu thắng đó, không gì có thể ngăn. Những thủ lĩnh kia đã sớm có chuẩn bị, Lăng Hàn tiến, bọn chúng liền lui, như thế nào cũng phải bảo trì khoảng cách tuyệt đối giữa song phương, một phương diện khác, quái vật như thủy triều điền vào chỗ trống, lấy thân thể huyết nhục đến ngăn cản Lăng Hàn. Mặc dù Lăng Hàn mãnh liệt nhưng số lượng địch nhân thực sự quá nhiều, hơn nửa ngàn vạn công kích tiểu oanh, cũng làm cho Lăng Hàn áp lực như núi, dâng lên ý nghĩ. Rút đi, còn không có thử chiêu thức mới một chút a, à, chương 3293 bị bán đứng rồi. Một, Lăng Hàn thầm nói, hắn sẽ chạy tới nơi này, có một bộ phận nguyên nhân rất lớn chính là muốn thử uy lực của 13 vị diện trong thực chiến. Đi, hắn khẽ quát một tiếng, một hình chiếu vị diện oanh ra, phóng to vô hạn, lập tức, áp lực đáng sợ trấn xuống phụ cận chỉ ít mấy vạn quái vật nhận lấy ảnh hưởng, không khỏi cung eo. Không phải bọn chúng thần phục lăng hàn, mà là áp lực quá lớn, khiến cho bọn chúng chỉ có thể khom người. Banh banh banh, nhưng những quái vật này cực ngang ngược kỳ, làm sao có khả năng tùy tiện thỏa hiệp, rất nhiều quái vật có thừa lực lập tức xuất thủ, đánh tới vị diện. Tam bộ thiên tôn có thể đánh nổ một vị diện cấp thấp, ngũ bộ thì có thể oanh bạo vị diện trung cấp, lăng hàn đánh ra hư ảnh vị diện này cũng chỉ là trung cấp, làm sao gánh vác được vô số ngũ bộ tề oanh, rất nhanh liền hiện ra từng khe hở sau đó bành một cái hóa thành vô số mảnh vỡ lăng hàn không quan tâm hắn đã thừa cơ đi tới một khoảng cách lớn sau đó tay phải vung lên lại đánh ra hư ảnh vị diện mà lần này số lượng đạt đến hơn ba cái oanh ngay cả quái vật ngũ bộ cũng nhận lấy ảnh hưởng dù không có khom lưng lại di động khó khăn lăng hàn lại tiến cách hắn mục tiêu đã càng ngày càng gần bọn quái vật ai cũng kể oanh rất nhanh liền đánh nổ ba vị diện hình chiếu nhưng Lăng Hàn lần nữa thả ra năm vị diện hình chiếu, đã giết tới trước mặt mục tiêu. Hắn ra quyền, mang theo hơn 200 lần lực lượng tăng phúc, banh, chỉ một quyền, mục tiêu liền bị hắn oanh sát thành cặn bã. Hắn không chút do dự quay người, để mắt tới mục tiêu thứ hai. Còn có thể lại giết một cái hay không? Đừng nhìn hiện tại hắn nhẹ nhàng như vậy, đó là bởi vì vị diện trong cơ thể phát huy, áp chế vô số quái vật. Nhưng sau khi vị diện hình chiếu bị đánh bạo cần thời gian ngưng tụ lần nữa, hắn đã dùng hết chín vị diện, chỉ còn lại có bốn cái mà thôi. Thử một chút, Lăng Hàn lần nữa giết tới, bốn vị diện hình chiếu đồng thời vận chuyển, áp chế vô số quái vật, còn hắn thì thừa cơ bão táp, đánh tới con thủ lĩnh thứ hai. Hắn bạo phát toàn lực, ký hiệu cấp 8 vận chuyển, lực lượng của hắn tăng lên gần ngàn lần, tốc độ cũng tăng lên kinh người. Khi bốn vị diện bị đánh nổ, Lăng Hàn cũng giết tới trước mặt mục tiêu, quy củ cũ, đấm ra một quyền. Bang, quái vật kia bị oanh sát, không mang theo một tia chiết khấu. Trong vạn quân, lấy đầu tướng địch dễ như trở bàn tay. Lăng Hàn cười ha ha, hào tình vạn trưởng, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, hắn đã xé mở hư không, trực tiếp bỏ chạy. Chỉ có 13 vị diện đã dùng hết, nếu ngươi không đi thì làm gì, chờ bị giết sao. Hắn tiến vào hư không, không khỏi sinh lòng cảm khái. Khó trách đám người chu hằng, Lâm Tiêu Dương đều nói đại thừa hẳn là vị diện đặt trong cơ thể, xác thực như bức A. Vị diện khủng bố là không thể tưởng tượng, một vị diện nghiền ép đến, đủ để đồng thời kiềm chế hơn mấy ngàn vạn thiên tôn cùng giai nếu không phải như thế, Lăng Hàn dựa vào cái gì lấy lực lượng bản thân ở trong vạn quân đánh chết địch thủ. Đừng nói hắn không được, ngay cả Lâm U Liên, tân khí hổ cũng không thể nào làm được. Ta lúc này mới chỉ có 13 vị diện, nếu là có thể có 130 cái, 1.300 cái đâu. Lăng Hàn thầm nghĩ, không khỏi ngẩn người mê mẩn, đến lúc đó, hắn chính là rơi vào cuồng loạn quân bao quanh vây khốn bên trong, cũng không cần độn tiến hư không, chỉ cần thả ra từng cái vị diện hình chiếu ngay cả có thể chấn đến những quái vật này chỉ có thể nằm sấp hình chiếu cũng như thế như vậy bản thân vị diện thì sao uy lực lại lật gấp bao nhiêu lần cái này liền không thể tùy tiện thử bởi vì hình chiếu đánh nổ liền đánh nổ tốn mấy tháng mấy năm liền có thể sử dụng lần nữa nhưng vị diện không giống đây là căn bản căn bản bị mất còn có lần thứ hai sao cho nên đây là đồ vật áp đáy hòm không đến vạn bất đắc dĩ tuyệt không vận dụng lăng hàn thầm nói một phương diện khác ta còn phải mau chóng tăng lên tu vi tăng lên hạn mức cao nhất dung nạp vị diện hắn đang muốn xé mở hư không trở về lại mãnh liệt dâng lên một cảm giác vô cùng bất an soát trong hư không chỉ thấy một bóng roi đánh tới là cuồng loạn cái này y nguyên không phải bản thể của cuồng loạn lại cho lăng hàn một loại cảm giác cực kỳ chân thực áp bách đến hắn hô hấp khó khăn hắn bỗng nhiên phát lên một trực giác đây là cuồng loạn lấy lực lượng vị diện áp bách mình phải biết Cuồng loạn chẳng những là thiên hạ đệ nhất cường giả, đồng thời cũng là một vị diện. Lăng Hàn có thể dùng vị diện hình chiếu đè người, vì cái gì cuồng loạn không thể. Nó chẳng những có thể lấy, thậm chí còn làm được càng tốt hơn Lăng Hàn, tốt hơn gấp trăm lần, một ngàn lần, song phương căn bản không phải một cấp bậc. Mặc dù nhìn như một bóng roi quất tới, nhưng trong đó lại có vị diện hình chiếu, tương đương với một vị diện siêu cấp đang tiến hành áp chế, đây là khái niệm gì? Trước kia mặc dù cuồng loạn phát động công kích với hắn, nhưng kỳ thật đều không mang theo sát ý, mục đích chỉ là vì để hắn thức tỉnh. Nhưng một kích này hoàn toàn khác biệt, chính là vì để hắn chết. Hiển nhiên, cuồng loạn cũng không có ý nghĩ cứu vãn hắn, đã phản bội, vậy thì không chút do dự xóa đi. Thiên hạ đệ nhất cường giả xuất thủ, dù chỉ là một phân thân, nhưng ai có thể cản. Chí ít cũng phải lục bộ A, à. lang hàn không chút do dự, ong ong ong, 13 vị diện trong cơ thể toàn bộ đánh ra, tạo thành hộ thuẫn ở trước mặt mình vị diện hình chiếu để cường giả ngũ bộ cũng chịu ảnh hưởng, nhưng bây giờ chẳng những 13 vị diện tề xuất, hơn nữa là bản thân vị diện, uy năng chỉ ít tăng lên gấp 10, cái này hình thành hộ thuẫn hẳn là vững chắc. Banh banh banh, nhưng cuồng loạn tập kích đến, 13 vị diện lập tức bạo nát, vẹn vẹn chỉ cản chờ một tia thời gian. Cái này tranh thủ cho Lăng Hàn một nháy mắt, còn để hắn phun máu tươi, vị diện vỡ nát, chủ thể tự nhiên cũng nhận liên lụy, nhưng hắn lại không ngừng, lợi dụng trong chớp nhoáng này xé mở không gian, về nguyên thế giới. Oa, wow, hắn bắt đầu từng ngụm từng ngụm phun máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, cả người nằm ở trên đất, khẽ động cũng không muốn động. Thật vất vả dựng dục ra vị diện bị đánh nổ, cái này quá đau đớn. Chương 3294, bị bán đứng rồi. Hai, hắn nội thị bản thân, còn tốt, mặc dù vị diện bị đánh nổ, nhưng còn lưu một tia tàn lực, cái này vẫn có thể để hắn chậm rãi dựng dục ra vị diện một lần nữa, nhưng hết thảy phải bắt đầu lại từ đầu, một ngàn vạn năm khổ công của hắn là hoàn toàn lãng phí. Ghê tởm, lang Hàn ngồi xếp bằng, lấy ra một gốc đại dược, đây là loại khôi phục, răng rắc, hắn cắn một cái, gắng đạt tới mau chóng khôi phục. Dòng dã ba năm sau, hắn mới khôi phục một chút. Hắn ngừng lại, bắt đầu suy tư, cuồng loạn làm sao tìm được ta, ta đã ma diệt ấn ký nó lưu ở trong cơ thể, muốn nói nó có thể còn tìm được ta, lúc trước nhiều lần xuyên qua hư không, vì cái gì chưa từng xuất hiện. Lần này khéo như thế, phục kích ta ở trong hư không chẳng lẽ có người tiết lộ Lăng hàn sợ hãi cả kinh nếu không phải như thế nào có sự tình trùng hợp như vậy là ai tiết lộ bí mật phải biết ở trong viêm xương vị diện còn có chừng trăm nội ứng có phải chính là một cái trong bọn họ hay không nhưng lần này không có mấy người biết hắn muốn xuất chiến ngoại trừ đám người nữ hoàng vũ hoàng hắc lư duyên sinh thiên tôn biết ngoài ra còn có bạch mế phản phó nguyên huyền phong lại có chính là lâm u liên Tân Khí Hổ, Ngô Hạo Dương, Lăng Hàn ở trên chiến trường muốn tiến hành hoạt động gì, khẳng định phải báo cáo một chút. Nếu có nội ứng, vậy thì xuất hiện ở trong những người này. Lăng Hàn lập tức loại bỏ đám người nữ hoàng, Hắc Lư, đây là cùng hắn một đường đi tới, hắn tuyệt đối tín nhiệm. Như vậy còn lại chính là trong sáu người bạch mễ phạt, Phó Nguyên, Huyền Phong, Lâm U Liên, Tân Khí Hổ cùng Ngô Hạo Dương. Bất quá, ba vạn cổ đệ nhất thiên kiêu như Lâm U Liên cùng bạch mễ phạt đều là hậu đại của thất bộ khả năng trở thành thủ hạ của cuồng loạn gần như bằng không, đương nhiên, cũng không bài trừ tân khí hổ vì diệt trừ lang hàn mà cấu kết với cuồng loạn. Cho nên có khả năng nhất chính là ba người này, tân khí hổ, phó nguyên cùng huyền phong. Lang hàn không muốn hoài nghi chiến hữu của mình, bởi vậy hắn càng có khuynh hướng là tân khí hổ tiết lộ bí mật. Người này vì giết chết ta, thực sự có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào, ngay cả danh giới cuối cùng cũng có thể không để ý. Lăng Hàn thầm nghĩ, hắn tiếp tục khôi phục thương thế, lại qua mấy chục năm, hắn cuối cùng phục hồi như cũ, chỉ là đánh nổ vị diện liền cần một lần nữa thai nghén, đây là hàng ngàn vạn năm khổ tu. Hắn về tới ngoại vực chiến trường, còn chưa kịp nói sự tình của mình, lại đạt được một tin tức quan trọng. Vị diện thất lạc phát sinh dị biến, bọn người nữ hoàng còn không có rời đi, đang chờ Lăng Hàn trở lại. Xảy ra chuyện gì, Lăng Hàn hỏi, chúng ta cũng không rõ ràng, nhưng nghe nói cực kỳ kinh người. Đi xem một chút, đám người Lăng Hàn cũng lên đường, vẻn vẹn chỉ mười mấy năm sau, bọn hắn lại lần nữa đi tới vị diện thất lạc giống như không có thay đổi gì a à. ánh mắt lang hàn đảo qua nơi này vẫn y nguyên như vậy chỉ là bởi vì bị mở đào khoáng mạch lưu lại vô số phế tích cảnh hoàng tàn khắp nơi bành mới vừa nói xong câu đó chỉ thấy một đạo quang trụ từ đằng xa dâng lên xông phá bình chướng vị diện đưa tới hư không bạo động lăng hàn lập tức kinh hãi năng lượng trong cột ánh sáng này cũng quá kinh khủng đi chỉ ít đạt đến lục bộ Chẳng lẽ, đây là cơn bão năng lượng từ trong vị diện thứ 9, thứ 10 lao ra? Hổ nữ nghiêng đầu nói, khả năng sao, nữ hoàng gật đầu, hiện tại nơi này bị đào mở, tạo thành rất nhiều thông đạo, cơn bão năng lượng có thể xuyên qua cũng không hiếm lạ. Ông, một luồng khí tức đáng sợ cuốn qua, dương động ức vạn giảm. Lăng hàn, nữ hoàng, hổ nữ ai cũng cảm giác ngực khó chịu, kém chút lực lượng mất khống chế, từ trên bầu trời ngã xuống. Ba người đều ngạc nhiên, đây là khí thế đáng sợ đến bực nào, lại có thể tạo thành ảnh hưởng đáng sợ như vậy nhưng mà cỗ khí tức này chỉ quét qua liền biến mất đây chính là dị biến sao cỗ khí tức này thật đáng sợ chỉ ít cũng là lục bộ nhưng nơi này rõ ràng đã chết làm sao có cường giả lục bộ chẳng lẽ dưới đó còn chôn giấu cường giả lục bộ còn sống lăng hàn nghĩ nghĩ lắc lắc đầu nói chuyện này không có khả năng lắm đám người chu tiền bối đã thăm dò tầng vị diện thứ 9, tất cả nguyên thạch khoáng mạch cũng quét sạch sẽ không có khả năng tích trữ muốn nói có cường giả lục bộ giấu ở trong vị diện thứ 10. Ngay cả đám người chu tiền bối cũng không thể thông qua, vậy bọn hắn làm sao tản khí tức ra. Ba người hai mặt nhìn nhau, có một phỏng đoán to gan. Đừng nói với ta nơi này còn có cường giả thất bộ ngủ say, hiện tại muốn thức tỉnh. Nếu như việc này là thật, chuyện kia thật đúng là lớn rồi. Thất bộ, là mạnh nhất thiên hạ, bất tử bất diệt. Được rồi, mặc dù treo một cái, nhưng hoàn toàn không biết là bị giết chết như thế nào. Nếu quả thật có thất bộ xuất thế, còn ra làm ác, vậy toàn bộ nguyên thế giới sẽ gặp nạn. Bọn hắn ở chỗ này quan sát, phát hiện cách 67 ngày, khí tức lúc trước mới lại xuất hiện, cực kỳ đáng sợ. Nhưng mà, lại sau một lần, lại chỉ cách 66 ngày, cỗ khí tức này liền xuất hiện. Lại 65 ngày, 64 ngày, 63 ngày, khoảng cách thời gian càng lúc càng ngắn, cũng làm cho ba người lăng hàn càng thêm bất an. Nếu như nói đây là một vị cường giả đang ngủ say, Vậy bây giờ khí thức này càng ngày càng sinh động, cách thời gian hắn xuất thế hẳn là càng ngày càng gần. Bọn hắn xâm nhập đến vị diện thứ 8, khoảng cách gần quan sát, nhưng vẫn chỉ có thể cảm ứng được cỗ khí thức này to lớn, bàng bạc, lại như cố tìm không thấy đầu nguồn. Qua vài ngày nữa, chỉ thấy Chu Hằng còn có 3 tên lục bộ thiên tôn khác từ vị diện thứ 9 đi ra. Chu tiền bối, lang hàn vội vàng ninh tiếp, có phát hiện gì không? Đầu nguồn đến từ tầng 10, thậm chí càng sâu. Chu Hằng nghiêm nghị nói, phía dưới này, cực có khả năng chôn giấu một cường giả thất bộ, thất bộ còn sống. Trước Mở Nguyên Thạch đã từng mở ra một thất bộ, nhưng đó là thi thể, bây giờ lại là thất bộ sống, ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Chu huynh, có nên mời tôn sư đến một chuyến không? Bên cạnh có một tên cường giả lục bộ hỏi, hắn chính là Vinh Thiên Ngọc, minh hữu của đám người Lâm Tiêu Dương, Chu Hằng. Chương 3295, thất bộ xuất thế. Chu Hằng gật đầu, việc này quá mức trọng đại, dù sư tôn không tự mình tới, chỉ ít cũng phải xuất động một đạo phân thân. Ai cũng không có cảm thấy cái này có gì khoa trương, có cường giả thất bộ mới xuất thế, quá chấn động. Người tới càng ngày càng nhiều, đám người chu hằng tiến hành bố trí, ở chỗ này tạo dựng trận pháp, bởi vì nếu như tên thất bộ mới xuất thế kia mang ác ý, vậy sẽ phải chấn áp hắn, giết không chết cũng phải phong ấn ở đây. Lục bộ không thể nào làm được, cho nên đám người lâm lạc, bạch phản, tân phó đều xuất động một phân thân, không sai biệt lắm tập trung toàn bộ lực lượng của nguyên thế giới cuồng loạn quân, trước mặc kệ, dưới vị diện áp chế chỉ cần lưu chút ít binh lực liền có thể chống cự, nơi này quá mấu chốt. 13 ngày, 12 ngày, cố khí thức kia xuất hiện tần suất càng ngày càng cao, cuối cùng, trong một ngày liền xuất hiện mấy lần, rung động to lớn, giống như tất cả vị diện đều muốn tan vỡ. Cường giả thất bộ có dạng uy năng này, sắp xuất thế, Chu Hằng thì thảo nói, cao mày, mặc dù hiện tại nơi này có nhiều đến 70 tên lục bộ, càng có chí ít 5 tên cường giả thất bộ phân thân, nhưng có thể chấn áp một tên thất bộ chân chính hay không? Ai cũng không nắm chắc, thất bộ quá quá mạnh, dung hợp 6 loại lực lượng bản nguyên, vô địch tuyệt đối. Chỉ có thất bộ mới có thể chống lại thất bộ, đây là thiết luật. Bang, 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 khi cố khí tức này dương động như thường nhân hô hấp, thanh âm nổi trống vang lên, chấn động đến lỗ tai mỗi người đều đau nhức, có ít người thậm chí thất khiếu chảy máu. Phải biết, đây chính là tầng vị diện thứ 8, có thể tới đây đều có chiến lực ngũ bộ, dạng cường giả này cũng sẽ bị chấn đến thất khiếu chảy máu vẻn vẹn chỉ bởi vì một thanh âm thật đáng sợ hiu 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 chỉ thấy năm bóng người xuất hiện toàn thân đều tản ra quang mang căn bản thấy không rõ bộ dáng nhưng bọn hắn vừa hiện thân âm thanh nổi trống lại lập tức nhỏ xuống không tạo thành ảnh hưởng gì nữa đây chính là năm thất bộ phân thân lang hàn lau lỗ mũi một cái hắn cũng không có thất khiếu chảy máu thảm như vậy lại tránh không được chảy máu mũi hắn không khỏi ngạc nhiên ngay cả cường giả thất bộ cũng xuất động, như vậy thật có một tên thất bộ trí tôn sắp xuất thế rồi. Cái vị diện thất lạc này, sẽ bởi vậy mở ra bí mật vô số năm sao. Bành, một đạo quang trụ phóng lên trời, khí thế đáng sợ lập tức giống như nước thủy chiều tăng vọt, năm tên cường giả thất bộ ai cũng rút lui mấy bước, thế mà lộ ra vẻ không địch lại. Chẳng lẽ, thất bộ còn không có xuất thế kia mạnh đến dạng này? Đương nhiên không phải, bởi vì năm tên trí tôn kia chỉ là một phân thân, phân thân mạnh hơn nữa cũng không thể so sánh với bản thể. Ai, một tiếng thở dài ung dung vang lên ở trong thức hải của mỗi người. Ung dung một giấc chiêm bao, vạn cổ qua đi a. À. Không Trần quay đầu, kỳ nguyên như mộng, một bóng người từ phía dưới dạo bước mà ra, thong dong, bình tĩnh, chẳng qua khi hắn xuất hiện, lại không người nào có thể nhìn thấy diện mục thật của hắn. Toàn thân hắn bao phủ trong quang hoa, ngay cả thị lực của lục bộ cũng không cách nào xuyên thấu. Thế nào, bày ra chiến trận lớn như thế là muốn tiêu diệt ta sao ánh mắt người này quét một vòng không khỏi cười ha ha thanh âm như sét chấn động đến rất nhiều người dưới chân lão đảo như thế nào cũng đứng không vững đây chính là thất bộ trí tôn quá mạnh cười một tiếng liền có uy thế như vậy nếu như thật xuất thủ lục bộ lại khiêng thế nào các hạ xương hô như thế nào một thất bộ phân thân hỏi cũng không biết hắn đến cùng là ai hiện tại lục bộ cũng không có tư cách mở miệng chỉ có thể ở một bên làm quần chúng ta thất bộ mới xuất thế cười ha ha hắn rỗi hai tay dẫn ra lực lượng bản nguyên trên mặt tươi cười quả nhiên hư không bất diệt trong tử địa thai ngén sinh ra các hạ người đến tột cùng có lai lịch gì lại một tên cường giả thất bộ phân thân hỏi a à, nếu ta không nói chẳng lẽ các ngươi còn muốn cưỡng bức hay sao thất bộ mới xuất thế cười ha ha nói không hề để tâm thất bộ bất tử bất diệt dù đối chiến cuồng loạn cũng không cần e ngại cần cho ai mặt mũi các lão hiếu, đều tỉnh lại đi, hắn khẽ quát một tiếng, vỗ xuống một trường, oanh, không chỉ vị diện này rung động, lực lượng truyền xuống, tất cả các vị diện đều đang rung động. Chỉ một hồi, bốn đạo khí tức kinh khủng dương động. Tất cả mọi người đồng thời hít một ngụm khí lạnh, chẳng lẽ, nơi này mai táng không chỉ một vị thất bộ, bang, 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 dưới đáy không ngừng phát ra cột sáng, một, hai, ba, bốn, tổng cộng có bốn đạo, sau đó liền thấy bốn đạo nhân ảnh phân biệt từ trong cột sáng đi ra, đều bao phủ quang mang, thấy không rõ bộ dáng. Nhưng mà, mỗi một người đều tản ra khí thế đè sập chư thiên, ngay cả năm thất bộ phân thân cũng không thể địch nổi, lộ ra ảm đạm phai mờ. Thất bộ, lại có năm tên cường giả thất bộ, T, này làm sao chân áp, đừng nói tới chỉ là năm tên thất bộ phân thân, dù đám người lâm lạc, bạch phản tự mình đến, cũng hoàn toàn không thể nào làm được. Các lão hiếu, rốt cục lại gặp mặt, cường giả thất bộ thứ nhất xuất thế tràn ngập cảm khái nói. Nhìn thấy lão vô lại ngươi, ta tuyệt không vui vẻ a à. lập tức có một tên thất bộ nói ha ha hai người các người muốn đấu võ mồm đấu tới khi nào tên thất bộ thứ ba cười nói hắn nhìn về phía phân thân của đám người lâm lạc các vị đạo hiếu xin hỏi diệt tuyệt phải chăng đã xuất thế cái gì diệt tuyệt đám người lâm lạc đều không hiểu đây là cái quỷ gì nha tên thất bộ thứ ba lộ ra vẻ giật mình chỉ là không có người nhìn thấy hắn cười ha ha một tiếng ta phong hào sung viêm bốn vị này theo thứ tự là bắt đầu, phá nhạc, huyền vũ cùng bán nguyệt. Hắn phân biệt chỉ chỉ bốn tên thất bộ mới xuất thế, dừng một chút, cho đám người một thời gian giảm sóc, sau đó mới nói. Ta biết các người muốn hỏi cái gì, chính là lai lịch của năm lão bất tử chúng ta a à? Ha ha, chúng ta không phải đến từ thế giới này, thời đại này. Thấy mọi người đều lộ ra mờ mịt, hắn tiếp tục nói. Nói đơn giản, ở trước khi thế giới này sinh ra, chúng ta đã tồn tại. Ngoá, Nghe nói như thế, tất cả mọi người chỉ cảm thấy tê cả ra đầu, năm tên thất bộ này là quái vật sao, còn cổ lão hơn nguyên thế giới. chương 3296, Bí mật Kinh Thiên Nhưng vấn đề là, không có vị diện chống đỡ, ai có thể tu đến thiên tôn. Chẳng lẽ, năm người này vừa xuất thế chính là thất bộ? Mặc dù không có thống kê chính xác, nhưng nguyên thế giới tồn tại không sai biệt lắm chính là 3.000 kỷ nguyên. Lâm Lạc nói, năm vị đạo hiếu, ý của các ngươi là, Trước khi nguyên thế giới xuất hiện, còn có một thế giới khác mà các ngươi là sống ở trong thế giới kia Thông minh, bắt đầu thiên tôn vỗ hai tay Hiện tại chỗ các ngươi đứng, chính là thế giới lúc trước chúng ta sinh hoạt Cái vị diện trùng điệp này, đúng là một nguyên thế giới khác Thiên, tê, khó trách vị diện trồng vị diện, không thể tưởng tượng nổi Theo phỏng đoán, chỉ ít cũng phải mấy trăm thất bộ xuất thủ mới có thể để cho hai vị diện trùng điệp Nhưng dạng vị diện trồng vị diện này gần như không có cuối cùng, tin tưởng thất bộ lại nhiều cũng không cách nào làm được. Nhưng mà, bản thân nguyên thế giới là như vậy, vậy thì có thể giải thích. Vậy vì sao thế giới của các đạo hữu lại rơi xuống bước này? Bạch Phạn hỏi, nơi này cảnh hoàng tàn khắp nơi, hoàn toàn bị đánh đến tàn phế. Chẳng lẽ các thất bộ bạo phát xung đột, dẫn tới toàn bộ nguyên thế giới sụp đổ? Chính là bởi vì diệt tuyệt, sung viêm thiên tôn thở dài. Đây là một tồn tại cường đại đến không cách nào hình dung, chẳng những tu đến thất bộ, còn hóa thân vị diện, mở ra vị diện chiến tranh, thôn vệ vô số vị diện. Cái gì? Đám người không khỏi hai mặt nhìn nhau, đây không phải đang nói cuồng loạn sao? Sau đó thì sao? Lâm Lạc hỏi, trong lòng tất cả mọi người đều siết chặt, xung viêm thiên tôn trả lời có thể là mấu chốt giải quyết cuồng loạn, bởi vì ngũ đại thiên tôn này còn sống, diệt tuyệt cũng không tiếp tục tàn phá bừa bãi, hiển nhiên là bọn hắn thắng. Về sau, Huyền Vũ thiên tôn lắc đầu, thế giới kia của chúng ta tạm thời cũng xưng là nguyên thế giới đi, hợp tất cả thiên tôn của các vị diện, cộng đồng đối kháng diệt tuyệt, nhưng vẫn chỉ có từng bước lui lại. Vị diện siêu cấp không ngừng luân hãm, mặc dù chúng ta cũng sáng tạo được vị diện siêu cấp mới, nhưng diệt tuyệt cũng biến thành càng ngày càng cường đại, tốc độ sáng tạo đã theo không kịp tốc độ cắn nuốt của nó. Bán Nguyệt Thiên Tôn tiếp lời nói, cuối cùng, chúng ta bị ép liều cá chết lưới rách, dẫn nổ tất cả hạch tâm của vị diện, phát động một kích cuối cùng mạnh nhất. Mặc dù cái này oanh bạo diệt tuyệt, nhưng thế giới của chúng ta cũng hoàn toàn sụp đổ đối với chúng ta cũng tạo thành sung kích to lớn phá nhạc thiên tôn nói hắn đưa tay chỉ một cái thế giới của chúng ta cùng các ngươi vốn là đồng giặc sau khi sụp đổ mới biến thành như thế theo chúng ta phỏng đoán nguyên thế giới chính là hư không thai nghén quả nhiên vô số kỷ nguyên sau lại xuất hiện nguyên thế giới mới sung viêm thiên tôn nói đám người nghe xong đều là tê cả ra đầu nguyên lai bọn hắn là sau khi thế giới cũ phá diệt ở thế giới mới đản sinh ra, mà lúc trước, một tồn tại cùng loại với cuồng loạn kém chút liền thôn vệ nguyên thế giới cũ. Lăng Hàn càng nghĩ đến cố thất bộ cổ thi kia, chẳng lẽ hắn chính là bị lực lượng nguyên thế giới sụp đổ giết chết? Nếu không, còn có lực lượng gì có thể giết chết thất bộ? Lúc trước diệt tuyệt mạnh như vậy, không phải cũng bị đánh phát nổ sao? Lâm Lạc hiển nhiên cũng nghĩ đến việc này hỏi, chúng ta đã từng đào ra một bộ thất bộ cổ thi. Kia là Hoàng Sa Thiên Tôn, bán Nguyệt Thiên Tôn thở dài, lúc ấy nhất định phải có người kiềm chế diệt tuyệt, Hoàng Sa Huynh liền gánh chịu nhiệm vụ này, kết quả cũng bị lực lượng vị diện quét chúng, đánh nổ thức hải. Khó trách, nói thất bộ bất tử bất diệt, nhưng mà lấy nguyên thế giới hủy diệt làm đại giá, bạo phát ra một kích liền siêu việt cực hạn của thất bộ. Năm vị đạo hiếu, mặc dù nơi này của chúng ta không có diệt việt lại có một cuồng loạn. Tân Phó nói, hắn giới thiệu sơ lược tư liệu về cuồng loạn. Đây chính là diệt tuyệt, đám người xung viêm trăm miệng một lời nói. Quả nhiên, diệt tuyệt quá mạnh, ngay cả hạch tâm vị diện nổ tung cũng không cách nào giết chết nó. Bắt đầu thiên tôn nói, toàn thân quang mang chớp động, cho thấy tâm tình của hắn mãnh liệt chập trờn. Cuồng loạn, chính là diệt tuyệt, tất cả mọi người chấn kinh, nếu thật sự như thế, vậy cũng quá kinh khủng đi. Hy sinh toàn bộ nguyên thế giới, bộc phát ra một kích mạnh nhất, lại như cũng không cách nào xử lý. Nhìn hoàng sa thiên tôn xem, đồng dạng là thất bộ, lại chết đến mức không thể chết thêm. Cuồng loạn là không thể nào xử lý không lâm lạc nói nếu như cuồng loạn chính là diệt việt vậy nó cũng là ở trên trăm kỷ nguyên trước mới xuất thế vì sao lại muộn như thế khẳng định là nó cũng ở lần thế giới băng diệt trước thụ trọng thương nói không chừng chỉ có một chút xíu tàn hồn lưu lại cho nên mới cần nhiều năm như vậy khôi phục lúc này đông sơn tái khởi không sai đám người bạch phạn tân phó đều gật đầu ngay cả đám người sung viêm cũng biểu thị đồng ý nếu không cuồng loạn không cần ẩn nhẫn nhiều năm như vậy hoàn toàn có thể ở thời điểm nguyên thế giới vừa mới đản sinh liền trực tiếp thôn phệ, sớm đã không còn nhiều chuyện như hiện tại. Coi như thế, chẳng lẽ còn muốn hủy diệt thế giới một lần, cùng nó đồng quy vô tận sao? Lần nữa hủy diệt nguyên thế giới, tất cả mọi người lắc đầu, chỉ sợ ngoại trừ thất bộ bất tử bất diệt, không có người có thể ở trong vị diện sụp đổ trốn được tính mệnh. Không sai, dẫn bảo tất cả hạch tâm vị diện, ngoại trừ thất bộ, không ai có thể sống sót. Xung viêm thiên tôn gật đầu, hơn nữa, Diệt tuyệt đã nếm qua một lần thua thiệt, chỉ sợ sẽ không dẫm lên vết xe đổ. Sau một phen đối thoại, đám người cũng biết, mặc dù năm vị thất bộ này là đương thời mạnh nhất, nhưng ở dưới nguyên thế giới hủy diệt trùng kích, bọn hắn cũng trọng thương, bị ép lâm vào trạng thái ngủ say, một giấc chính là vạn cổ, cho tới bây giờ mới khôi phục, quay về thế gian. Đồng dạng là thiên hạ mạnh nhất, nhưng cuồng loạn so với bọn hắn tỉnh lại sớm hơn, mà nó lại tương đương với tiếp nhận toàn bộ nguyên thế giới bộc phát oanh kích, vừa so sánh như thế, cuồng loạn khủng bố liền hiển thị rõ. Làm sao cũng không giết chết, lại mạnh mẽ đến cực hạn, có thể không khiến người ta sợ hãi sao. Xem ra, chúng ta phải liên thủ hợp tác, sung viêm thiên tôn nói, ừm, chương 3297, thiên mệnh tử. Đám người lâm lạc, bạch phản cũng gật đầu, hiện tại bọn hắn lợi ích nhất trí, mà có năm tên thất bộ gia nhập, không nói đánh bại cuồng loạn, chỉ ít để thực lực của bọn hắn tăng nhiều, có thể kiên trì thời gian dài hơn xin các vị đạo hữu cùng một chỗ trở về. Tân Phó nói, tốt, đám người cùng một chỗ trở về viêm xương vị diện, có thất bộ xuất thủ, tốc độ của bọn hắn tự nhiên nhanh đến mức kinh người, chỉ mấy năm, bọn hắn liền trở về viêm xương vị diện. Đám người xung viêm ai cũng cảm ứng đến lực lượng của vị diện này, bọn hắn không phải người của vị diện này, thậm chí không phải người của nguyên thế giới này, bởi vậy, bọn hắn cần một lần nữa nắm giữ lực lượng đặc thù CCC vị diện này. Đối với thất bộ mà nói, nhiều một đạo thiếu một đạo lực lượng như vậy cũng không có ảnh hưởng quá lớn nhưng thực lực có thể tăng lên một chút luôn luôn tốt năm vị đạo hiếu hiện tại liền đi gặp lão bằng hữu a lâm lạc cười nói trước đó chúng ta còn có một chuyện phải làm sung viêm thiên tôn nói ngũ đại cường giả đồng thời xuất thủ lòng bàn tay của bọn hắn có từng hạt quang hoa chớp động dương động đầy trời đã đẹp lại tràn đầy lực rung động a à, ánh sáng sinh mệnh đám người lâm lạc đều nói bao hàm sinh mệnh lạc ấn có thể dựng dục ra sinh mệnh mới. Xung viêm thiên tôn vật đầu, nguyên thế giới hủy diệt, ngoại trừ thất bộ bất tử bất diệt, bất kỳ sinh mệnh gì cũng khó có khả năng sống sót, chỉ có sinh mệnh lạc ấn mới có thể bảo tồn ở trong thức hải của thất bộ, tương lai mới có cơ hội trùng sinh. Đối với sinh mệnh mà nói, trọng yếu nhất chính là ký ức, cũng chính là sinh mệnh lạc ấn, thân thể kỳ thật không quan trọng. Hiện tại, cường giả thất bộ rút ra lực lượng vô tận, tạo dựng thân thể mới cho những sinh mệnh lạc ấn này. Sinh mệnh là quy tắc diễn hóa thiên tôn áp đảo trên quy tắc, sáng tạo sinh mệnh đương nhiên cũng là việc nhỏ, chỉ là nếu không có sinh mệnh lạc ấn, thiên tôn sáng tạo ra sinh mệnh sẽ không hề có linh trí, cần thời gian dài rằng giặc mới có thể chậm rãi tiến hóa. Vô số người chứng kiến, lực lượng hội tụ ở trên điểm sáng, từng sinh mệnh từ không tới có, không có căn cứ hình thành. Có hình người, cũng có hình tẩu thú, phi cầm, sau khi bọn hắn thành hình, lại đều là tiên vương cấp, có tầng 1, cũng có tầng 9. Thiên tôn siêu việt quy tắc, lại bởi vì quá mạnh, không cách nào lại do quy tắc gây dựng lại cho nên ánh sáng sinh mệnh cũng không cách nào lưu lại thu hoạch được tân sinh sung viêm thiên tôn nhàn nhạt nói lộ ra cực kỳ đáng tiếc đám người cũng như thế nếu như thiên tôn ccc si 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 một nguyên thế giới khác đều có thể mang tới như vậy thực lực của bọn hắn không thể nghi ngờ sẽ phóng đại mặc dù chúng ta đều là thất bộ có thể bảo tồn ánh sáng sinh mệnh cũng có hạn bán nguyệt thiên tôn nói nhưng đây đều là vạn cổ thiên tài nhất phần lớn đã sớm có thể trở thành thiên tôn chỉ là vì bảo tồn một chút sinh cơ, mới từ đầu đến cuối không đột phá. Ở trong tháng nam dài đằng đẵng như thế, linh hồn của bọn hắn cũng tu luyện, tăng lên, chỉ cần có được chân thân, thời gian ngắn liền có thể đại đột phá. Oanh, như đang chú giải cho hắn, một tên tiên vương tầng 9 thế mà đơn giản bước vào chuẩn thiên tôn, lập tức bị thiên địa cảm ứng, thiểm điện cuồng bổ, nhưng bị hắn tùy tiện hóa giải. Quá kinh khủng, không nói hắn ở tầng 9 tích xúc bao lâu, nhưng chuyện này chỉ có thể mang đến cảm ngộ, ở viêm xương vị diện lại không có chút hiểu rõ. Hiện tại hắn vừa thu hoạch được thân thể mới liền hoàn thành đột phá, quá kinh khủng, thiên phú võ đạo cường đại cỡ nào a à? Lang Lăng Hàn cũng nhìn sang, chỉ thấy đây là một người trẻ tuổi như thiên thần, tóc dài hoàng sắc, tản ra ánh sáng lộng lẫy, anh Tuấn đến không cách nào hình dung. Mà bản thân hắn càng tản ra một loại thế, đại khí thế, thiên hạ thế, phảng phất như là thiên mệnh tử, chỉ đứng ở đó, liền trở thành trung tâm thiên địa, hấp dẫn chú ý của mọi người. Phong vô định, chính là thiên tài mạnh nhất của thế giới chúng ta. Hơn nữa, lúc nguyên thế giới băng diệt, có một đạo truyền thừa lạc ấn bay ra, rơi vào trong ánh sáng sinh mệnh của phong vô định. sung viêm thiên tôn nói, mang theo một tia hâm mộ. thất bộ a, à, cái kia đã đứng ở đỉnh thế giới, chân chính được thiên hạ vô địch, bất tử bất diệt, nhưng hắn còn hâm mộ phong vô định, có thể thấy được tạo hóa này kinh người cỡ nào. nhưng nghĩ nghĩ cũng thế, đạt được nguyên thế giới truyền thừa lạc ấn, đây là khái niệm gì? muốn triệt để tiêu diệt diệt tuyệt cuồng loạn hiện tại, phong vô định là mấu chốt. Bán Nguyệt Thiên Tôn nói, chỉ cần hắn trưởng thành, có được lực lượng to lớn của nguyên thế giới, như vậy mọi thứ đều có khả năng. Đám người lại nhìn về phía phong vô định, ánh mắt thay đổi. Hâm mộ đố kỵ hận, tất cả đều có. Ở chỗ này, bản tôn trước cảnh cáo một chút, bắt đầu Thiên Tôn đột nhiên nói, thanh âm lạnh lẽo. Nguyên thế giới truyền thừa lạc ấn không thể thước đoạt, nếu người nào muốn giết phong vô định, cướp đoạt truyền thừa lạc ấn của hắn, cái kia chỉ là công dã tràng, hủy đi cơ hội duy nhất tiêu diệt cuồng loạn. Mà bản tôn, cũng sẽ nghiền xương người kia thành cho. Thất bộ thiên tôn căn bản không cần uy hiếp người khác, người nào không kính sợ. Nhưng bắt đầu thiên tôn lại phải cố ý nói như vậy, có thể thấy được phong vô định trọng yếu cỡ nào. Đám người âm thầm gật đầu, cái lạc ấn này hẳn là không thể tước đoạt, nếu không cường giả thất bộ làm gì không cướp đoạt chứ. Các vị đạo hiếu, chúng ta đi chiếu cố cuồng loạn đi, nhiều năm như vậy không thấy, chúng ta vẫn rất tưởng niệm nó phá nhạc thiên tôn nói năm người bọn hắn đã hoàn thành tạo vật nơi này trong nháy mắt nhiều hơn vạn tiên vương chu hằng người an bài thích đáng một chút lâm lạc nói với chu hằng hắn dừng một chút cuồng loạn đã cảm ứng được cái gì đang phát động công kích chúng ta cần quy vị toàn lực đối kháng vâng sư tôn chu hằng cung kính gật đầu hiu 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 mười tên cường giả thất bộ rời đi lưu lại một đám người còn không có hoàn hồn bọn hắn tiếp thu được lượng tin tức thực quá lớn cần thời gian để tiêu hóa ở trước thế giới của bọn hắn, thế mà đã tồn tại cái thế giới. Nếu không phải nơi này có hơn vạn mới đản sinh tiên vương mới đản sinh, tất cả mọi người sẽ cảm thấy là một giấc mộng. Đi theo ta, Chu Hằng nhìn về phía đám người phong vô định nói, chương 3298, phong vô định. Không, vẫn là theo bản tôn đi, lại có một tên cường giả lục bộ đứng dậy, đi chỗ bản tôn, bản tôn sẽ dùng tài nguyên vô tận bồi dưỡng các ngươi. Chẳng lẽ chỗ bản tôn còn kém sao, lại có cường giả lục bộ mở miệng, trong thế giới này, trọng yếu nhất chính là cái gì? Cương giả đỉnh cấp, còn có. Tinh tú có được tiềm lực vô tận. Trên vạn người này là từ nguyên thế giới trước đi đến, có thể được tuyển chọn. Cái nào cũng là thiên tài trong thiên tài, không nói từng cái đều có thể trở thành thất bộ, nhưng đạt tới ngũ bộ là không thành vấn đề. Đặc biệt là phong vô định, hắn là thiên tài mạnh nhất của nguyên thế giới trước, càng đạt được nguyên thế giới truyền thừa, tương lai thậm chí có khả năng siêu việt thất bộ, cái này lại quan trọng cỡ nào thế lực nào có thể đạt được mấy người này, tương lai khẳng định có thể trở thành thế lực cường đại nhất của toàn bộ nguyên thế giới, không có một trong. Bởi vậy, ngay cả cường giả lục bộ cũng mặc kệ, nhau nhao nhảy ra cướp người. Một cái tiếp theo một cái, các cường giả lục bộ nhau nhao lấy ra thành ý, đưa ra cành ô lưu. Cái này khiến những tiên vương kia đều ý động, cường giả lục bộ A, vô luận là nguyên thế giới này, hay nguyên thế giới trước, đều đã tiếp cận cấp bậc mạnh nhất, thế là, bọn hắn nhau nhao làm ra lựa chọn. Bất quá, Phong vô định được chú mục nhất thủy chung không nói gì. Cũng không phải không có người mời hắn, tương phản, thiên kiêu như hắn tự nhiên bị cướp phá đầu, nhưng hắn lại mở đủ tư thái, không có tùy tiện làm ra lựa chọn. Hiển nhiên, hắn đang treo giá, muốn nhìn phương nào mở ra điều kiện càng tốt hơn. Bất quá, Lâm Tiêu Dương, Chu Hằng, Sở Hạo không có tham dự dạng tranh đoạt này, mặc dù một thế lực cần máu mới bổ sung, nhưng cái này đối với thế lực thất bộ là không thích hợp. Bởi vì thất bộ bất tử bất diệt, vĩnh viễn không cần lo lắng sẽ có một ngày tàn lụi, giống như lâm lạc liền có thể tỏa chấn vạn cổ, dù nguyên thế giới hủy diệt, hắn cũng có khả năng tiếp tục sống sót, còn muốn máu mới cái rắm. Lại nói, Chu Hằng, sở hạo thậm chí lâm u liên đều vô cùng có khả năng tu đến thất bộ, cái môn này quá huy hoàng, căn bản không cần phí tay chân như thế. Cuối cùng, Phong vô định gia nhập thiên hạ minh của nhạc bác Dung. Lang Hàn sướng sờ, nhạc bác Dung cùng hắn có thủ giết con, về sau Phong vô định có thể cũng cùng hắn va chạm hay không? hắn không khỏi tràn đầy chờ mong, thật muốn gặp thiên mệnh tử kia một lần, chiến lực có thể mạnh đến bước nào. Sau khi chia cắt người hoàn tất, chúng thiên tôn đều trở về ngoại vực chiến trường, đối kháng cuồng loạn mới là chính sự. Lăng Hàn lại khôi phục thường ngày, không phải tu luyện, chính là lên chiến trường chém giết, hắn muốn tiến hành một lần trảm thủ, cha ra ai mới là nội ứng bên cạnh hắn. Nhưng hắn không dám mạo hiểm, vạn nhất hắn lọt vào cuồng loạn phục kích thì sao, lần này hắn không dám bảo đảm mình còn có thể chạy thoát. Chỉ là một ngày không tìm ra nội ứng, hắn liền một ngày trong lòng khó có thể bình an. Bởi vì vừa mới lui về viêm xương vị diện, có lực lượng vị diện áp chế, bọn hắn hẳn là có thể đạt được không sai biệt lắm hai ba mươi tỷ năm thở dốc, tất cả mọi người nắm chặt thời gian tiến hành tu luyện. Đám thiên tài đời trước CCC nguyên thế giới quả nhiên phi phàm, vẻn vẹn chỉ hơn một nghìn vạn năm, trong bọn họ hiện ra hơn ngàn thiên tôn, nhưng để người không tưởng tượng được chính là, phong vô định vẫn chỉ là chuẩn thiên tôn. Cái thiên kiêu mạnh nhất này, lại cô thiên độc hậu, trước lớn tiếng dọa người bực nào, làm sao lại không được như vậy. Lăng Hàn biết được, lại nói, ta nhìn, đây mới là chỗ đáng sợ của phong vô địch, đối với thiên tài như hắn mà nói, thành tựu thiên tôn không khó, khó là làm sao trở thành thiên tôn mạnh nhất. Ý của ngươi là, hắn không có dảo bước tiến lên thiên tôn vị, là làm một loại tích xúc nào đó. Nữ hoàng nói, Lăng Hàn gật đầu, hẳn như vậy, hiện tại, ta ngược lại có chút mong đợi, muốn gặp hắn một lần, đến cùng là mạnh như thế nào. Lại mấy ngàn vạn năm qua đi, đám thiên tài đời trước của nguyên thế giới lục tục ngo ngoe trở thành thiên tôn, bọn hắn có thể được chọn lựa ra, tư chất đều là nhất đẳng, lại thêm vô số kỷ nguyên tích lũy, nhất phi trùng thiên cũng không hiếm lạ. Còn nữa, từng thế lực lớn đều không tiếc đại giới tiến hành bồi dưỡng, trước mở nguyên thạch đạt được rất nhiều đại dược, xác thực dùng hết một chút, nhưng càng nhiều hơn là bảo tồn, hiện tại rất nhiều liền dùng ở trên người bọn hắn. Vẹn vẹn chỉ hai ước năm, người mạnh nhất đã xông lên tam bộ, hơn nửa hậu kình không tiêu, để cho người ta líu lưỡi. Lúc này, phòng vô định cuối cùng đột phá, bước vào nhất bộ. Mà sau khi hắn dảo bước tiến lên nhất bộ, liền khiêu chiến một tên tam bộ thiên tôn, kết quả dùng bình thủ kết thúc. Tin tức này truyền ra, thiên hạ oanh động, quá mạnh, có thể vượt hai cảnh giới chiến đấu, ngay cả lâm u liên, tân khí hổ cũng cam bái hạ phong. Giống như lăng hàn cũng có thể a à, có người nhắc tới lăng hàn, hư, Lăng Hàn làm sao có thể so với Phong Vô Định? Phong Vô Định chẳng những là thiên tài mạnh nhất đời trước của nguyên thế giới, hơn nữa còn đạt được nguyên thế giới truyền thừa, vừa vào thiên tôn liền mạnh như vậy, về sau khẳng định sẽ chỉ càng mạnh. Đúng, người thừa kế của nguyên thế giới, thiên mệnh tử, thành tựu tương lai của hắn tuyệt không chỉ là thất bộ, khẳng định càng mạnh. Ở mọi người xem ra, Lăng Hàn không bằng Phong Vô Định, đây là do cơ duyên quyết định. Tin tức truyền đến trong tai Lăng Hàn, hắn chỉ cười nhạt một tiếng hắn sẽ không lấy lớn hiếp nhỏ nếu như phong vô định có thể ở trên cảnh giới đuổi theo vậy hắn không ngại cùng đối phương luận bàn một chút mà phong vô định biết được lại suy mũi a à, thế mà cũng có người có thể vượt hai cảnh giới chiến đấu hắn lộ ra nụ cười đợi ta dảo bước tiến lên tam bộ liền thu hắn làm nô bộc lời này tràn đầy khinh thường đối với lăng hàn hơn nữa cũng bị một hạ nhân nói sinh động như thật rất nhanh liền lưu truyền ở trong chiến trường vực ngoại hổ nữ tức giận đến oa oa gọi bậy muốn đi tìm Phong Vô Định kia, hung hăng đánh đối phương một trận, chỉ là bây giờ Phong Vô Định ở nơi khác tu luyện, lại căn bản không tìm thấy người. Không chỉ Phong Vô Định, kỳ thật thiên tài đời trước của nguyên thế giới cũng từng cái cực kỳ kiêu ngạo, xem thường thiên tài thế hệ này, mặc dù song phương còn không có bộc phát đại xung đột, nhưng ma sát nhỏ lại không ngừng. Chương 3299, xuất khí. Một ngày nào đó, ma sát nhỏ này sẽ biến thành đại xung đột. Lại 100 triệu năm sau, Phong Vô Định bạo phát ra tiềm lực khủng bố cái sau vượt cái trước, chẳng những sông lên tam bộ, hơn nữa cách tứ bộ cũng chỉ kém một tia. Mà hắn, rốt cục cũng tới ngoại vực chiến trường, sau khi được tin tức này, toàn bộ quân doanh oanh động. Một cái là thiên kiêu đời trước của nguyên thế giới, một cái là yêu nghiệt đương thời vô địch, hiện tại rốt cục gặp nhau, hai người đến cùng ai cường đại hơn. Đối với trận chiến này, mỗi người đều tràn đầy chờ mong. Lăng Hàn, mặc dù bị rất nhiều người thống hận, nhưng ai cũng không thể không thừa nhận, gia hỏa này cực kỳ yêu nghiệt, ở tam bộ liền có được chiến lược ngũ bộ càng ở trong quân doanh cuồng loạn tới lui tự nhiên chém địch vô số phong vô định thiên kiêu đời trước của nguyên thế giới càng đạt được nguyên thế giới truyền thừa mặc dù ai cũng không biết cái gọi là truyền thừa này là thứ gì nhưng phong vô định tuyệt đối vô cùng cường đại hắn ở tam bộ đồng dạng có thể địch nổi ngũ bộ đủ để chứng minh sự cường đại của hắn không kém gì lăng hàn người của hai bên đã dương cung bạt kiếm cách không khiêu khích tin tưởng phong vô định tới ngoại vực chiến trường. Chuyện thứ nhất chính là khiêu chiến Lăng Hàn, lấy chứng minh hắn mới là thiên tài mạnh nhất từ xưa đến nay. Nhưng ra ngoài ý định chính là, mặc dù Phong Vô Định tới quân danh 3 ngày, lại không hề có ý tứ khiêu chiến Lăng Hàn. Cái này khiến tất cả mọi người mắt choáng váng, đây là chuyện gì xảy ra? Có người lại đoán được ý nghĩ CCC Phong Vô Định nói, đây nhất định là Phong Vô Định cố ý, hắn là không có để Lăng Hàn vào mắt, căn bản khinh thường khiêu chiến. Xác thực như thế sao? Lăng Hàn tiểu tử kia xem thường ngươi như thế, ngươi cũng có thể nhịn. Đại hắc cầu chạy tới tìm Lăng Hàn, Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, vậy như thế nào, ta đi khiêu chiến hắn. Phải a, à, đại hắc cầu gật đầu, tiểu tử kia phách lối như vậy, không đi giáo huấn một chút sao được. Lăng Hàn lắc đầu, hắn là cố ý, muốn nâng lên thân phận của mình, ta cần gì phải đi tác thành cho hắn. Đại Hắc Cầu ngẫm lại cũng thế, uy danh của Lăng Hàn là một đường đánh ra, đã sớm đạt được tất cả mọi người công nhận, mà phong vô định mặc dù cất bước cao, nhưng dù sao không có chiến tích kinh người gì. Nếu như Lăng Hàn đi khiêu chiến trước, vậy đối phương thêm thắt một chút, tự nhiên có thể để thanh danh của hắn nâng lên một mảng lớn. Thật quá vô sỉ, thế mà muốn mượn tiểu hàn tử thượng vị, không được, cậu ra muốn đi mắng người. Đại hắc cầu thở phì phì chạy đi, hai tuyệt đỉnh thiên kiêu không có ra tay, nhưng Lăng Minh cùng thiên hạ Minh lại có rất nhiều xung đột nhỏ, vô luận là ở ngoại vực chiến trường hay huyền mạc vị diện, song phương đã bạo phát mấy cuộc chiến đấu, lẫn nhau có thắng bại phong vô định ngược lại rất bảo trì bình thản từ đầu đến cuối không có xuất thủ tư thái bày cực kỳ cao nhưng hai thế lực lớn mâu thuẫn lại càng ngày càng nghiêm trọng chẳng những xung đột tần suất càng ngày càng cao người cuốn vào cũng càng ngày càng nhiều thẳng đến sự kiện kia phát sinh cuối cùng để lăng hàn nổi giận lăng hy cùng phù thiên hành không ở ngoại vực chiến trường hai vợ chồng phụ trách khai thác cương thổ ở huyền mạc vị diệt nhưng bọn hắn lại bị thiên hạ minh phục kích dẫn đến hai người thụ trọng thương kém chút không thể trở về. Thân nhân, bằng hiếu, đây là nghịch lân CCC si 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 lăng hàn, trước hắn chuyện gì cũng dễ nói, dạng xung đột này coi như là một loại tôi luyệt, nhưng bây giờ, cách làm CCC si 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 thiên hạ minh quá mức. Lăng hàn, nữ hoàng, hổ nữ đều nhìn về phía lăng hàn, đi, lăng hàn trầm mặt đứng lên, đi đâu, thiên hạ minh, ba người đi ra khỏi phòng, đi về phía thiên hạ minh. Mặc dù nơi này là ngoại vực chiến trường, nhưng các thế lực lớn vẫn phân chia khu vực, người ở cái này, ta ở chỗ kia bình thường đều là nước giếng không phạm nước sông nếu như ai tùy tiện xâm nhập phạm vi thế lực khác như vậy nhẹ thì bị trục xuất ra ngoài nặng thậm chí sẽ bị bạo đánh một trận không có cách trước vì tranh đoạt thiên tôn ký hiệu trừ đại thiên tôn đã tạo thành ngăn cách không thể khôi phục không phải nói kẻ vai chiến đấu liền có thể thân như huynh đệ hiện tại mặc dù nơi này vẫn tụ tập gần như chín thành thiên tôn nhưng dưới tường thành lại im ắng phần lớn người đều ở trong phòng tu luyện tranh thủ để cho mình cường đại hơn một chút xíu có lẽ cũng bởi vì mạnh thêm chút như thế có thể để cho mình sống sót tường thành rất dài nhưng ở dưới chân thiên tôn lại dài cũng là sự tình một hồi bất quá một nén hương thời gian bọn hắn đã đến phạm vi thế lực của thiên hạ minh lăng hàn dừng bước lại không tiếp tục đi lên phía trước xoay người qua ở một bên tường thành là một khu kiến trúc rất lớn đây chính là khu vực thiên hạ minh phân ra lăng hàn nhanh chân mà đi đi về phía khu kiến trúc dừng lại lập tức liền có người quát đi ở trên tường thành, không có người sẽ quản, nhưng nơi này khác biệt, đã là địa bàn của Thiên Hạ Minh. Lăng Hàn nhìn sang, Ngô, người kia lập tức che ngực, trong thất khiếu chảy ra máu tươi. Đây chỉ là một tên tầng 9, làm sao có thể thừa nhận được ánh mắt của hắn? Nếu không phải Lăng Hàn không muốn hạ sát thủ, gia hỏa này đã sớm chết rồi, dù như thế, hắn cũng thụ trọng thương, không có vài ức năm tu dưỡng căn bản không có khả năng khôi phục. Lăng Hàn tiếp tục đi lên phía trước nhưng lập tức lại có ba người bay vọt ra, xuất hiện ở phía trước hắn. Bất quá, ba người này không có xuất thủ, bởi vì bọn hắn biết Lăng Hàn là ai, bọn hắn tuyệt không phải đối thủ. Lăng Hàn, người thật to gan, lại dám xông vài địa bàn của thiên hạ minh. Một tên nhị bộ thiên tôn quát, Lăng Hàn nhìn về phía tên thiên tôn này, không nói gì, nhưng khí thức đáng sợ lưu truyền, tạo thành áp lực không thể ngăn cản. a à, tên nhị bộ kia không tự chủ được phát ra tiếng kêu thảm, liên tiếp lui về phía sau, đồng dạng thất khiếu chảy máu, thụ trọng thương. Ở trước mặt Lăng Hàn, nhị bộ cùng tiên vương tầng 9 có gì khác nhau? Không chịu nổi một kích, hai tên khác hoàng hốt, cũng không phải mỗi người đều tận mắt thấy chiến lực cường đại của Lăng Hàn, luôn cảm thấy truyền ngôn có chút khuếch đại, tam bộ sao có thể mạnh như thế. Nhưng bây giờ tận mắt thấy, mới biết Lăng Hàn thật sự là yêu nghiệt, thậm chí vượt qua truyền ngôn.